chương 21, phong bao huấn luyện trường. Bắc Linh Viện, huấn luyện trường. Đông đảo đệ tử mồ hôi như mưa, hét lên những tiếng vang dội, hỗn loạn mà tràn ngập sức mạnh. Mục Trần ngồi dưới một bóng cây to, uể oải dựa vào thân cây, ánh mắt lười biếng lướt qua những trận luận bàn nóng cháy đang diễn ra trong sân. Những trình độ luận bàn này thực khó mà khiến hắn cảm thấy hứng thú. Ê này, dù thành tích không tệ cũng đừng có lời thế chứ. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên chắn ngang tầm mắt của Mục Trần, giọng nói hờn rỗi của đường thiên nhi cất lên mục trần nhìn chăm chú vòng eo thon mảnh khảnh trước mặt chậm rãi rời lên chiếc áo cam bó lấy bộ ngực tròn vảnh cao dáng người thon thả quả thực rất mê người nhìn hai má xinh xắn oán trách của người con gái kia mục trần cũng uốn éo cái lưng trả lời không phải ta làm biếng mà luận bàn kiểu này chẳng có ích gì cho ta cả trong linh lộ hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận ẩu đà sinh tử ở một nơi không thể vận dụng chút linh lực nào lại gặp đối thủ có trí tuệ và tâm tính được thúc đẩy đến cực hạn, chỉ cần một chút sơ sẩy, ngay lập tức bị ca, o ra ngoài với một kết cục tàn khốc nhất. Những kẻ đó chỉ còn có thể đợi chờ ở khu vực an toàn, cho đến khi rèn luyện kết thúc. So với những kẻ trong đó, luận bàn của đệ tử Bắc Linh Viện nhẹ nhàng hơn nhiều, đúng là với mục trần không có tác dụng gì. Hừ, mạnh miệng gớm nhỉ. Đường thiên nhi cao có, nhìn gương mặt thoải mái của hắn, đôi mắt vui vẻ ôn hòa, thong dong mà thâm thúy, dễ khiến người ta chìm đắm trong đó. Đường Thiên Nhi ngồi xuống bên cạnh Mục Trần, vươn tay tháo buộc tóc, mái tóc đuôi ngựa buông xuống như thác đổ, cảnh tượng rung động lòng người nhất thời thu hút không ít ánh mắt, cực kỳ hâm mộ liếc nhìn Mục Trần, người này, thật là quá sung sướng. Đúng rồi, Sâm La tự ấn ngươi tu luyện thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Đường Thiên Nhi quay đầu lại, nhíu mày khẽ hỏi. Mục Trần mỉm cười, giơ bàn tay ra trước mặt Đường Thiên Nhi, mơ hồ một đạo hắc ấn như ẩn như hiện hàn khí dày đặc chậm rãi phát tán người tu luyện thành công cái miệng xinh xinh nhỏ nhỏ của đường thiên nhi tròn lên gương mặt kinh ngạc vội chụp lấy bàn tay hắn xăm soi hắc ấn trong đó ngón tay khẽ dò theo hắc ấn hàn khí thẩm thấu ra khiến cơ thể mềm mại của nàng khẽ run lên xem như bước đầu thành công còn cần linh lực không ngừng ôn dưỡng mới được mục trần khẽ lắc nói chợt như phát hiện gì đó ánh mắt đảo qua những kẻ xung quanh đột nhiên thấy nhiệt độ ở đâu đó đều tập trung về đây, mới ho nhẹ một tiếng, ngươi làm như vậy khiến không ít kẻ kết oán vô cớ với ta. Đường Thiên Nhi mới giật mình tỉnh lại, mỉm cười đỏ mặt, vội vất tay hắn ra. Cách đó không xa, La Thống nhìn màn vừa diễn ra, ánh mắt cũng tối lại. Đường Thiên Nhi chính là hoa khôi đông viện, dĩ nhiên hắn cũng là fan hâm mộ. Mà phụ thân nàng lại cũng là một vực chủ bắc linh cảnh, cha hắn từng nói, nếu có thể chiếm được đường Thiên Nhi, hai vực thông hôn liên thủ, thực lực la vực dĩ nhiên đại tăng chẳng qua ý tưởng vẫn chỉ là ý tưởng, La Thống không dễ dàng như phụ thân hắn trông mong, khó có thể đoạt lấy tâm hồn thiếu nữ như vậy. Thậm chí ngược lại còn lạnh nhạt với hắn. Hỏi thế làm sao mà trong lòng hắn không giận? Hiện tại lại thấy Mục Trần thân thiết với Đường Thiên Nhi, lòng ganh tị lại được dịp bùng lên không ngớt. La Ca, tên kia thật đúng là bừa bãi. Khương Lập và Đằng Dũng bên cạnh cũng ghen tị thêm dầu vào lửa. Bất quá tuy thấy khó chịu, nhưng cả hai đều biết Mục Trần không dễ chọc, nên cũng không dám kiêu ngạo gây chuyện như với kẻ khác một tên nubi mới vào thiên giới mà thôi cũng dám ra vẻ trước mặt ta la thống âm trầm trượt chuyển ánh mắt nhìn về phía một người đang mồ hôi nhễ nhại trong sân huấn luyện là đàm thanh sơn hắn cười lạnh khương lập qua chỗ đàm thanh sơn luận bàn một chút đi nhớ hướng dẫn tân thủ cho chú đáo khương lập sửng sốt hơi do dự đàm thanh sơn và mục trần quan hệ rất tốt nếu ta gây phiền phức cho hắn e rằng tên kia có ta ở đây ngươi sợ cái gì la thống nhíu mày nói khương lập nhìn thấy la thống bực mình không dám nói thêm gì đành đứng dậy bước qua chỗ đàm thanh sơn đang trong huấn luyện đàm thanh sơn nhìn thấy khương lập bước đến chỗ hắn chân mày nhíu lại nhưng vẫn không nói tiếng nào với tên kia vẫn tiếp tục tu luyện một bộ quyền pháp đàm thanh sơn ta với ngươi luận bàn một chút đi đối với tu luyện của ngươi sẽ tiến triển nhanh hơn một chút ta thân là người cũ cũng nên chăm sóc người mới như ngươi một chút khương lập cười nói với vẻ bất hảo đệ tử chung quanh nghe thấy, cũng dễ dàng hiểu được Khương Lập đang muốn làm gì, bất quá ngại ánh mắt u ám của La Thống gần đó, nên không ai dám lên tiếng, hơn nữa luận bàn ở đây lại rất bình thường. Bọn người kia thật đúng là khinh người quá đáng. Đường Thiên Nhi cũng bị hấp dẫn qua đó, mày liễu nhíu chặt định đứng dậy, nhưng bị Mục Trần nắm tay kéo lại. Sao vậy? Đường Thiên Nhi nghi, nghi hoặc. Bọn La Thống tìm Đàm Thanh Sơn kiếm chuyện, dĩ nhiên là muốn dung cây nhát khỉ với Mục Trần. Đàm Thanh Sơn tuy lặng lẽ, nhưng tính cách rất quật cường đôi khi hắn không cần hỗ trợ đâu và lại đừng xem thường lòng tự trọng của nam nhân mục trần thản nhiên trả lời ma mới bắt nạt ma cũ loại tình huống này làm sao tránh khỏi nếu ta ra mặt giúp hắn có lẽ hắn sẽ gặp ít phiền toái một chút nhưng thực ra hắn không cần thậm chí nói quá lên một chút sẽ khiến hắn và ta bất hòa do vậy nếu muốn tránh mấy cái phiền toái linh tinh này cần phải lấy năng lực bản thân cho chúng biết hắn cũng không phải loại người dễ khinh nhưng hắn không phải đối thủ của khương lập đường thiên nhi lo lắng không nhất định phải đánh bại đối thủ mới là thắng mục trần mỉm cười chỉ cần cho người ta biết bản thân không phải quả hồng mềm ai muốn bóp thậm chí là có thể bóp vỡ thì cũng phải trả giá không nhỏ đường thiên nhi nghĩ nghĩ cảm thấy lời nói của mục trần cũng có đạo lý bất quá vẫn bướng bỉnh cãi lại hừ rõ ràng so với ta còn nhỏ hơn một tuổi còn bày đặt ra dáng ông cụ non mục trần cười đưa mắt nhìn về đàm thanh sơn đang hơi đổi sắc mặt Tên kia nắm chặt hai tay thoáng lưỡng lự, do dự gì đó rồi nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy nụ cười của Mục Trần, hai tay Đàm Thanh Sơn nắm chặt hơn, đôi mắt hiện lên nét hung ác. Thanh âm lạnh lẽo đáp lời: Vậy, Thỉnh Khương lập học trưởng chỉ giáo. Khương lập không ngờ Đàm Thanh Sơn lại cương nghị đáp ứng, hơi sửng sốt, rồi khẽ cười nhếch môi, thật là tiểu tử không biết trời cao đất dày a. À. Hai người chậm rãi lui lại, nhiều đệ tử xung quanh cũng đến gần hơn nhưng hầu như đều thấy thương cảm cho Đàm Thanh Sơn. Dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, luận bàn đã bắt đầu. Cũng đúng như dự đoán của mọi người, trận này vốn nghiêng về một bên, thực lực bất đồng rất khó thay. Đổi, thế nhưng cục diện lại dần dần biến ảo. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, dù bị Khương Lập nhiều lần đá ngã lăn ra, Đàm Thanh Sơn lại không hề có dấu hiệu nhận thua, ngược lại như không sợ chết tiếp tục nhằm phía Khương Lập tấn công, con mắt đỏ ngầu điên cuồng, dọa cho tên kia nhảy dựng lên. Bốp bốp bốp. Hai bóng người giao nhau giữa sân, Đàm Thanh Sơn tuy rất chật vật nhưng vẫn mạo hiểm chịu mấy quyền của Khương Lập, tặng lại một chiêu cẩu quyền thần sực in một dấu răng rõ đau lên người tên kia. Khương Lập tống một quyền đẩy lui Đàm Thanh Sơn, lại bị hắn lao lên cắn thêm một phát để lại dấu máu trên cánh tay, rốt cuộc chịu không nổi cái kiểu luận bàn cẩu cuồng, vội quát lên, "Cái tên điên!" Đàm Thanh Sơn mắt điếc tai ngơ, con ngươi đỏ rực lại nhào đầu qua. "Không đánh nữa." Khương Lập vội vàng né tránh bỏ chạy, hoang mang nhìn đôi mắt đỏ bừng của Đàm Thanh Sơn trong lòng căm phẫn, cả giận quát lên. Những đệ tử xung quanh cũng vội lao lên ngăn Đàm Thanh Sơn lại, kéo hắn xuống dưới. Nhưng hắn quả thật quá mức điên cuồng, nhất thời lôi kéo không xong, lại thêm một màn hồ lạc đồng bằng khiến cho không ít đệ tử lạnh gáy. Đàm Thanh Sơn này, quả thật cũng đủ điên loạn. Dưới tiếng quát như sấm giật liên hồi của đông đảo đệ tử chung quanh, cuối cùng Đàm Thanh Sơn cũng dần bình tĩnh lại, nhếch mép cười. Cơ thể đau nhức, khuôn mặt còn một vết bầm tím, nhưng không che nổi vẻ phấn khởi trong ánh mắt trước mặt hắn khương lập quần áo rách bươm tuy không có thương thế nặng nhẹ gì nhưng mặt xám mày cho ánh mắt kinh hãi ai ai cũng thấy được đàm thanh sơn tuy thua thực lực cũng thắng khí thế đủ để cho những đệ tử thiên giới đông viện phải nhìn hắn với con mắt khác đàm thanh sơn xóa đi vết máu trên miệng nhìn về phía mục trần tên kia cười ngoác cả mồm giơ tay tán thưởng hắn lợi hại đàm thanh sơn lắc đầu cười hô hố trong lòng trượt cảm kích mục trần tên kia tôn trọng hắn để hắn có cơ hội giành lấy sự tôn trọng có lẽ sau này chẳng còn con ma cũ nào dám đến kiếm chuyện với hắn nữa. Người này quả thật là điên mà. Đường Thiên Nhi cũng cười nhăn mặt, ánh mắt điên cuồng lúc nãy của Đàm Thanh Sơn thật cũng khiến nàng run như cầy sấy. Mục Trần cười gật đầu, sau đó đứng dậy. "Định làm gì?" Đường Thiên Nhi nghi hoặc hỏi. "Việc Đàm Thanh Sơn nên làm cũng đã làm, cũng nên đến phiên ta chứ." Kẻ khác rung cây nhát khỉ, "Vậy để ta đập núi dọa hổ trả lại, bằng không cứ phiền phức tới tới lui lui thế này cũng mệt." Mục Trần cười, tay phải chậm rãi nắm chặt, hơn nữa ta cũng đang muốn tìm người tế chiêu xâm la tự ấn, xem nó lợi hại ra sao chứ. Mục Trần chậm rãi tiến lên, thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý đi vào giữa sân, hắn nhìn về phía la thống cách đó không xa. La thống học trưởng, ta mới vừa tu luyện xong một bộ linh quyết, muốn mời học trưởng chỉ điểm một phen, mong chỉ giáo. Trường 22, tự ấn phát uy. Giọng nói đều đều của Mục Trần vang vọng trong huấn luyện trường, không gian sao động với một chút ồn ào chợt im phăng phắc, mọi ánh mắt kinh ngạc trong huấn luyện trường đều đổ dồn vào tên thiếu niên mới bước vào thiên giới đông viện không lâu này không ai ngờ được mục trần lại chủ động khiêu chiến la thống luận bàn chẳng lẽ hắn không biết người kia thiên tân vạn khổ tìm cơ hội bứng rễ hắn sao vậy mà còn dám chủ động tìm hắn kiếm chuyện thiên nhi mục trần bị làm sao vậy la thống kia đâu có dễ mà đụng tới mặc lĩnh vừa đến bên cạnh đường thiên nhi sắc mặt cũng khó hiểu nhìn bóng lưng mục trần đường thiên nhi lắc đầu tuy trong mắt cũng có chút lo lắng nhưng vẫn chưa lộ ra gương mặt, chỉ cười nhạt trả lời, không việc gì đâu, hắn rất có chừng mực. Mặc lĩnh cũng chỉ nhăn nhở gật đầu, luận bàn kiểu này đều hợp quy định, hắn có muốn giúp cũng không phải phép, chỉ có thể hy vọng mục trần có chút tài cán, chứ không la thống kia nhất định không bỏ qua cơ hội tốt thế này, để hạ nhục đối phương. Ha ha ha, dưới ánh mắt toàn bộ nhân thủ đông viện tại huấn luyện trường, la thống cũng bất ngờ run rẩy một chút, khuôn mặt vốn âm trầm lại càng thêm lạnh giá, giọng cười cũng tràn ngập hàn ý truyền ra, xem ra người ở thiên giới vài ngày, đã nghĩ bản thân là sầu riêng chín cây rồi sao, muốn rớt xuống cho ta u đầu ư. La Thống đứng dậy, ánh mắt âm trầm soi mói mục trần. La Thống học trưởng nói gì vậy, ta chỉ đơn thuần muốn luận bàn một chút mà thôi. Mục Trần mỉm cười ôn hòa nói, hơn nữa học trưởng tiếp người mới luận bàn, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa lẫm liệt hay sao? Khi nãy Khương Lập học trưởng mới nói đau thôi. Khương Lập bên cạnh nghe thấy Mục Trần lôi hắn vào, sắc mặt bỗng dưng mất tự nhiên, bất quá vẫn hung hăng lức tên kia trong lòng thầm nghĩ tên này cũng điên quá hay sao mà dám trực tiếp đối đầu la thống còn nghi ngờ la thống có thực lực linh động cảnh hậu kỳ ư la thống nhìn khuôn mặt khôi ngô mang theo nụ cười của mục trần trong lòng cũng bốc lửa hừng hực nét cười bình thường kia đối với hắn chẳng khác nào đang nhạo báng hắn khẽ nhách mép cười lạnh ngươi đã có yêu cầu dĩ nhiên học trưởng ta đây phải đáp ứng thôi cũng tốt cũng tốt hàn quang càng đậm la thống đã không thèm che giấu bên ngoài cơ thể Linh lực chậm rãi quấn quanh tràn ra, dao động linh lực mạnh mẽ lan đi. Đệ tử chung quanh cũng vội tránh qua, tránh khỏi tai bay vạ gió. Mục Trần vươn tay, mời. La Thống cũng không chút khách khí, sắc mặt âm trầm, linh lực trong cơ thể không hề khống chế gào thét tuôn ra, bước từng bước, thân hình nhanh như sóc tung một quyền, tạo thành tiếng động khí nổ hỗn loạn trầm đục, hung hăng tấn công Mục Trần. Bùm. Mọi người nhìn thấy La Thống khí thế hung mãnh, trong lòng đều giật mình cái này không phải luận bàn a la thống này muốn hạ gục mục trần đây mà mục trần nhìn la thống xé gió xông đến lại không có dấu hiệu tránh né linh lực u tối quấn quanh nắm tay tư thái chuẩn bị ngạnh kháng với la thống hắn muốn thử xem thực lực linh động cảnh hậu kỳ đến tột cùng có thể mạnh mẽ ra sao quỳnh tiếng va chạm vang vọng hai quyền đối cứng hai cỗ linh lực chạm nhau bùng nổ khí lãng bốc lên lốc xoáy xoáy khí quét qua hai thân ảnh cũng chấn động mục trần lui lại mấy bước la thống chỉ lui một bước dĩ nhiên chính diện đối đầu la thống vẫn chiếm thượng phong la thống ổn định hai chân ánh mắt khẽ nheo lại bàn tay truyền đến nhức nhối dâm gian tuy linh lực của mục trần không mạnh mẽ được như hắn nhưng hai luồng linh lực va chạm nếu không phải hắn khẽ nghiêng một chút thật đúng là sẽ bị linh lực đen bá đạo kia của mục trần đánh tan nát dễ hiểu linh lực mà mục trần tu luyện về mặt chất lượng tốt hơn hắn một chút dù linh lực của ngươi có phẩm chất lợi hại ra sao ngươi vẫn kém một bậc ta vẫn thừa sức ép chết ngươi, La Thống là linh động cảnh hậu kỳ, Mục Trần chỉ là trung kỳ, tuy khoảng cách chỉ một bậc, nhưng tranh lệch trong đó đủ để nghiền nát hắn. Cha ngươi chẳng lẽ không dạy dỗ ngươi, nếu không đủ năng lực thì chịu nhục một chút có phải hơn không? Còn dám chủ động tiến lên, thật là muốn kiếm hoa trên mặt ạ. À? Mục Trần nghe thấy cũng nhẹ nhàng cười, lúc ta học ẩn nhẫn, ngươi còn đang ngờ nghịch làm một đệ tử ngoan ngoãn trong học viện đó. Vả lại, ẩn nhẫn là dành cho những đối thủ tạm thời chưa đủ khả năng chiến thắng. Chỉ đáng tiếc, ngươi không được ta liệt vào danh sách đó. Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết, Khi người phải trả giá ra sao, ánh mắt la thống thoáng hiện nét hung ác, vươn song chỉ, chỉ hóa kiếm khí. Linh lực ám thanh sắc điên cuồng tuôn ra, tập trung tại ngón tay như mũi kiếm ẩn hiện, dao động sắc bén toát ra. Đại la kiếm quyết, vài đệ tử nhìn thấy mũi kiếm xanh xanh ở đầu ngón tay la thống, ánh mắt biến đổi kinh hô ra tiếng. La vực đại la kiếm quyết à, mục trần cũng khẽ liếc mắt qua mũi kiếm xanh kia, linh cấp hạ phẩm, đại la kiếm quyết đây chính tuyệt kỹ thành danh của la vực chủ không ngờ la thống cũng đã luyện thành bất quá xem bộ dáng này dĩ nhiên hỏa hầu còn chưa tới đâu nhưng ở trình độ linh động cảnh này cũng đã khá lợi hại phốc la thống không cho mục trần nhiều thời gian suy tư ánh mắt lạnh lẽo phóng người ra ngón tay như trường kiếm cắt qua không khí đâm một kích cực mạnh vào mục trần kiếm phong đi qua không khí như bị xé rách mục trần gắt gao nhìn mũi nhọn hung bạo sắc bén khiến cả người căng thẳng tay phải nắm chặt linh lực ám hắc từ trong cơ thể vận chuyển không ngừng quán chú vào tay phải hắc ấn trong lòng bàn tay mờ ảo dần dần hiện rõ dao động linh lực mãnh liệt lan ra quang mang hắc ám mạnh mẽ từ bàn tay mục trần bùng nổ trong tay hắn là một mặt trời đen ngòm cái loại dao động dày đặc này khiến kẻ khác kinh hãi phốc mục trần dẫn một chân xuống đất thân hình cũng lao ra như báo săn mồi đối mặt với thế công sắc bén của la thống hắn vẫn không hề tránh né cảnh tượng trước mặt khiến không ít người kinh ngạc không thôi muốn chết, la thống quát lên chói tai, mũi kiếm xanh không chút tạm dừng, nhanh như chớp chỉ vào cổ họng mục trần. Nắm đấm ngập trong hắc quang, một quyền đánh ra mặt trời đen va chạm chính diện cùng mũi kiếm xanh. Uỳnh! Linh lực cùng bạo gào thét lan ra, mặt đất cũng khẽ run rẩy, ánh mắt đệ tử xung quanh chăm chú giai điểm va chạm của hai công kích. Phá, hàn ý lóe ra trong mắt, linh lực không hề giữ lại chút ra, hắc ấn trong tay chấn động mãnh liệt, xuất hiện trước nắm đấm, nện lên mũi kiếm xanh. Choang, Hắc ấn đánh ra, mũi kiếm xanh đột nhiên vang lên một tiếng vỡ nhỏ, đệ tử xung quanh tròn mắt nhìn vết nứt lan nhanh trên thân kiếm. Bang bang bang. Mũi kiếm xanh cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát, gương mặt La Thống kinh hãi, chật vật tránh né bắn lui. Mục Trần vẫn chưa truy kích, lật tay lại, hắc ấn biến mất, dao động trong sân chậm rãi tiêu tán. Trung quanh chợt trở nên im ắng, những ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy gầy đều mang vẻ bất khả tư nghị, Mục Trần chẳng những chống đỡ thế công lợi hại nhất của La Thống, mà còn đánh vỡ đẩy lui chính diện không thể được khương lập đằng dũng trợn mắt há mồm không tin cảnh tượng trước mắt la thống thực lực linh động cảnh hậu kỳ lại bại trận trong tay linh động cảnh trung kỳ mục trần cái này mặc lĩnh cũng mặt mày cứng ngắc trong lòng kinh nghi bất định hô đường thiên nhi khẽ thở dài hai bàn tay nắm chặt cũng thả lỏng ra người này quả là lợi hại đó la thống học trưởng đa tạ mục trần chắp tay hướng la thống khẽ cười Ánh mắt thoáng liếc qua bàn tay, hắc ấn dù đã nhạt đi rất nhiều, nhưng uy lực xâm la tự ấn tuyệt đối không ngừng lại ở phẩm cấp thượng phẩm. Có lẽ vì có yêu cầu cao với phẩm chất bá đạo của linh lực, nên mới bị xếp vào hạng phẩm cấp. Chẳng qua xâm la tự ấn tiêu hao linh lực cũng không nhỏ, thế công khi nãy của hắn hao hết phân nửa linh lực trong khí hải. Dù nói rằng lần đầu tiên khống chế nên không được hoàn mỹ, nhưng tiêu hao này so với linh quyết linh cấp hạ phẩm bình thường cũng không kém. La thống sắc mặt xanh mét, hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này nhất thời cũng không nói được. Trước đó Mục Trần công kích hung hãn làm hắn chấn động, khiến hắn cảm nhận một khí tức nguy hiểm cực độ. Linh quyết kẻ này có lại lợi hại đến thế, chẳng lẽ đều là do cha hắn cấp cho, la thống nghiến răng nghiến lợi thì thào. Đại la kiếm quyết này hắn tu luyện cũng một thời gian mới được kết quả như thế, không ngờ vẫn không đánh bại được Mục Trần mới chân ướt chân giáo bước vào thiên giới. Kẻ này còn có bao nhiêu thủ đoạn như thế, Mục Trần cũng chẳng để ý đến la thống đang nghiên man suy nghĩ, mục tiêu chấn động toàn trường đã đạt được, hắn nghĩ sau này kẻ kia sẽ khiêm nhường trước mặt hắn một chút nên phủi tay xoay người bước xuống mục trần ngươi đến đây ngay lúc đó một tiếng nói nhàn nhạt, nhạt đột ngột vang lên khiến hắn hơi giật mình quay đầu lại chỉ thấy mạc sư không biết từ khi nào đứng cách đó không xa mục trần ngẩn người ánh mắt giao nhau cùng đường thiên nhi một chút thoáng do dự rồi bước đến dưới ánh mắt khó hiểu của những đệ tử xung quanh mạc sư dẫn đầu đi trước đến cạnh một rừng cây yên tĩnh mới dừng lại lão xoay người hai mắt chớp chớp, thanh âm dần nghiêm khắc, ngươi tu luyện xâm la tự ấn. Chương 23, chân thực lực xâm la tự ấn. Mục Trần nhìn vị lão sư thần sắc nghiêm khắc, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, gật đầu. Mạc sư thực lực thần phách cảnh, dĩ nhiên hắn khó mà che giấu. Ngươi hẳn là còn chưa đủ quyền hạn tu luyện nó mà, Mạc sư trầm giọng nói. Mục Trần trợn mắt, nhưng không nói ra. Thứ này luyện cũng đã luyện, khó mà có cách nào bắt hắn trả lại. Mạc sư nhìn vẻ mặt Mục Trần, nghiêm khắc cũng giảm đi một chút, tiểu tử này tựa hồ cũng không để ý uy hiếp của lão bất đắc dĩ lắc đầu nói tiểu tử ngươi có thể đừng quậy phá được không chứ chỉ là nghĩ muốn thử một chút mà thôi nếu có vấn đề ta sẽ ngưng tu luyện đối với cái mạng nhỏ của mình ta còn trọng hơn bất cứ ai mục trần bình tĩnh trả lời mạc sư cả giận nhưng hơi do dự hỏi ngươi tu luyện thành công bước đầu thành công thôi mục trần vươn bàn tay một đạo hắc ấn mơ hồ ẩn hiện mạc sư nhìn thấy hắc ấn khoái miệng hơi run run Tuy trước đó lão đã nhận ra, nhưng khi thật sự được mục trần, xác nhận trong thời gian ngắn như vậy đã có thể luyện thành sâm la tự ấn, trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Thiên phú cỡ này, còn không so sánh với mấy quái vật thiên tài tham gia linh lộ được sao? Người rất hứng thú với sâm la tự ấn sao? Mặc sư liếc mắt nhìn hắn, từ thời gian trước dẫn hắn đi tham quan thiên tầng linh quyết thất, lão đã phát hiện mục trần đã để ý bộ linh quyết này. Cảm thấy linh quyết này có vẻ không đơn giản. Mục trần nghĩ nghĩ trả lời, tuy linh quyết chỉ là phàm cấp thượng phẩm, nhưng mơ hồ có cảm giác không đúng. Hà, mạc sư nhíu mày càng chặt, nhìn mục trần. Vốn cảm thấy xâm la tự ấn có tiềm lực lớn, bề ngoài tu luyện chỉ mới đạt được bước đầu. Ta cảm thấy rõ phải có biện pháp gì đó, khiến cho uy lực xâm la tự ấn trở nên càng mạnh hơn. Mục trần trầm ngâm nói. Mạc sư hai mắt híp lại, đôi mắt lộ vẻ kinh dị. Mục trần nhìn chằm chằm mạc sư, đột nhiên cười có chút giảo hoạt. Mạc sư hẳn là hiểu biết xâm la tự ấn phải không? ta thấy bộ dáng của ngài cũng là có hứng thú với nó. Mạc sư đảo mắt liếc cái tên tiểu hồ ly trước mặt, bất đắc dĩ gật đầu, ta cũng tu luyện xâm la tự ấn. Nói xong, lão vươn bàn tay ra, trong đó cũng có một đạo hắc ấn hiện lên. Chẳng qua hắc ấn của mạc sư thâm thúy hơn nhiều, dao động mãnh liệt cũng hơn xa hắc ấn của mục trần. Mục trần kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắc ấn trong tay mạc sư, khẽ cười, đúng như ta đoán, linh quyết này không đơn giản, bằng không với nhãn lực của mạc sư sao lại để ý đến nó. Mạc Sư chính là cường giả thần phách cảnh, trong Bắc Linh cảnh này cũng xếp vào hàng cường giả bất phàm, nếu xâm la tự ấn chỉ là linh quyết phàm cấp tầm thường, tuyệt đối khó lọt vào pháp nhãn của lão. Cái tên tiểu tử ngươi. Mạc Sư khẽ cười mắng, thực là miệng lưỡi trơn trượt. Lão trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, muốn biết uy lực chân chính của xâm la tự ấn ra sao không? Mục Trần ánh mắt sáng ngời, gật đầu cái dục. Rất đơn giản. Mạc Sư cười nhẹ, lại giơ tay trái ra khiến cho mục trần đó là trong lòng bàn tay trái thế nhưng cũng có một đạo hắc ấn giống như đúc xâm la tự ấn này không ngờ có thể luyện ra hơn một đạo tự ấn ánh mắt mục trần lóe sáng vẻ hưng phấn từ đâu kéo lên mặt tràn ngập háo hức say mê nhìn chằm chằm mặc sư lẩm bẩm xâm la tự ấn sở dĩ không có luyện pháp về sau hay nói đúng hơn không phải không có mà là vốn xâm la tự ấn lợi hại ở chỗ có thể luyện ra nhiều tự ấn trùng điệp ấn trồng lên ấn uy lực tăng tiến đến vô tận. Mạc Sư gật đầu, bất quá xâm la tự ấn yêu cầu đối với linh lực quá hà khắc, toàn lực của ta cũng chỉ có thể luyện ra hai đạo tự ấn. Mỗi khi nhiều hơn một đạo, thì trùng kích phản vệ càng đáng sợ. Ta cũng từng cố thử qua luyện hắc ấn thứ ba, nhưng bị phản chấn suýt nữa trọng thương, sau này không đủ can đảm thử lần nữa. Mục Trần rất đồng cảm, hôm trước chỉ luyện ra đạo tự ấn thứ nhất, cũng phải dốc sức hết chín châu hai hổ mới chống cự, nổi trùng kích khi tự ấn hình thành. Nếu bây giờ mà luyện đến đạo thứ hai, nói không chừng nát thây cũng không biết ngươi hiện giờ mới tu luyện ra đạo tự ấn thứ nhất, không cần hấp tấp ngưng tụ ấn thứ hai, tránh đi mấy chuyện xui xẻo. Mạc sư nhắc nhở. Mục Trần gật đầu, tuy hắn rất mong chờ có thể phát huy uy lực chân chính của Sâm La tự ấn, nhưng hiểu rõ tham trèo cao sẽ té đau, không có gì tốt lành. Mạc sư thấy vậy, cũng không nói gì thêm phất tay ý bảo hắn có thể đi. Mục Trần cũng thuận tiện cáo từ, chuyển qua đường mòn quay về, thì thấy từ đằng sau một bóng thiếu nữ đang cố kiễng chân nhìn ngó qua đây, chính là đường thiên nhi. Ngươi không sao chứ? Mạc sư sao lại dẫn ngươi ra đây? Đường Thiên Nhi nhìn thấy Mục Trần, vội vàng chạy đến hỏi. Mục Trần tu luyện Sâm La tự ấn dù sao cũng có điểm phạm quy, cho nên nàng cũng là lo hắn bị phạt. Mục Trần cười lắc đầu, thoáng cúi đầu nhìn Hắc ấn trong lòng bàn tay, trong lòng bỗng nhiên rực lửa. Sâm La tự ấn quả nhiên không đơn giản a, à, xem ra sau này phải tốn nhiều tâm tư với nó. Bóng đêm bao phủ, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai tay biến ảo kết ấn một tia linh lực ám hắc lưu chuyển ngưng tụ ở đầu ngón tay. Rốt, khi linh lực quấn lại một chỗ định ngưng kết thành ấn, nhất thời mất khống chế, rung lắc rồi lặng lẽ tiêu tán. Mục Trần nhìn bàn tay rỗng tuếch, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nãy hắn thử xem có khả năng ngưng kết đạo tự ấn thứ hai hay không, bất quá kết quả như dự liệu, thất bại. Khó khăn ngưng tụ tự ấn thứ hai quả thật hơn, xa khó khăn ngưng kết đạo tự ấn đầu tiên. Xem ra, chỉ có thể từ từ. Mục Trần lẩm bẩm, tập trung tâm thần, hai mắt khép hờ, vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy thiên địa linh khí chung quanh, chuyển hóa linh khí kia thành tia linh lực ám hắc, dũng mãnh chui vào khí hải. Càng lúc càng nhiều linh lực, Mục Trần còn có thể tách ra một ít linh lực chạy theo cánh tay, đến cung cấp cho đạo hắc ấn trong lòng bàn tay, khiến cho tự ấn đó càng lúc càng thêm thâm thúy. Tự ấn là ấn tử vong, chứ không phải ấn màu tím, nên chư vị đừng lầm tưởng khi thì tím, khi thì đen. Trận luận bàn ở huấn luyện trường đánh bại La Thống, khiến cho danh tiếng của mục trần tại thiên giới đông viện cũng cao lên không ít vài đệ tử vốn còn ỉ vào tư lịch bản thân vào đây sớm hơn nhiều còn có chút coi thường nhưng hiện tại đã không hề dám tỏ ra chút nào trước cái tên học viên thiên giới mới toe kia còn đàm thanh sơn với khí thế hung ác điên cuồng dọa cho khương lập mặt không còn chút máu bỏ chạy cũng khiến cho kẻ khác hiểu được thiếu niên trầm lặng ít nói kia cũng không phải kẻ tốt lành dễ mà chọc đến thành ra cuộc sống những ngày tiếp theo của hai người rất thong thả thoải mái chẳng ai tìm đến gây chuyện khiến cho Mục Trần trở nên thanh tịnh hơn. Trong cái không khí thanh tịnh đó, Mục Trần có thể đem tinh thần tập trung cho tu luyện. Ban ngày tận dụng tu luyện trường với thạch trụ tụ linh trận cấp 3, linh lực trong, khí hải càng ngày càng hùng hậu hơn. Đêm đến, hắn nhẹ nhàng ôn dưỡng hắc ấn trong lòng bàn tay, cũng lần lần từng bước cố thử ngưng tụ đạo xâm la tử ấn thứ hai. Bất quá 10 lần như một, thất bại. Dù thất bại hoàn toàn, nhưng Mục Trần không hề buông tha ý định đó, hắn mơ hồ nhận thấy, những kinh nghiệm thất bại đó, cũng khiến hắn càng lúc càng thành thạo trong vấn đề ngưng kết ấn pháp, đồng thời khả năng khống chế xâm la tự ấn cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cảm giác mỗi ngày gần thêm một bước tới thành công khiến cho trong lòng mục trần, rất vui sướng. Thời gian lẳng lặng trôi qua, chớp mắt đã hết nửa tháng. Nửa tháng này tuy chưa giúp mục trần tiến vào linh động cảnh hậu kỳ, nhưng linh lực trong khí hải so với nửa tháng trước dĩ nhiên là mạnh mẽ hơn không ít linh lực càng tiến bộ tu luyện xâm la tử ấn cũng thuận lợi hơn khống chế tử ấn thứ nhất đã đạt trình độ chính xác tốt hơn rất nhiều cũng không tiêu hao quá lớn như khi giao thủ với la thống trước kia còn việc ngưng tụ tử ấn thứ hai mục trần cũng mơ hồ có cảm giác nhưng dường như vì linh lực chưa đủ vẫn chưa thể thành công khiến hắn tiếc nuối một chút trong tu luyện trường khi mục trần nghe thấy tiếng chuông gõ báo hiệu quá trình tu luyện chấm dứt hắn mở hai mắt hưởng thụ cảm giác linh lực cuồn cuộn trong khí hải mỉm cười duỗi cái lưng mỏi mệt vì ngồi lâu này, tiếng gọi nũng nịu từ bên cạnh truyền qua, Mục Trần nghiêng đầu, thấy Đường Thiên Nhi đang mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt đẹp phủ kín vẻ mong chờ. Sao thế? Mục Trần nghi hoặc. Ngày mai chúng ta sẽ đến Bắc Linh Nguyên tu hành. Đường Thiên Nhi cười khẽ. Ngày mai phải đi rồi ư? Mục Trần ngẩn ra, chợt cười gật đầu. Nửa tháng ngục lạn trong tu luyện, suýt nữa quên mất thời gian. Bất quá vừa hay, trước mắt đạo xâm la tử ấn thứ hai không thể ngưng kết cũng vì không đủ linh lực, mà trong bắc linh nguyên kia có nhiều linh dược mọc lên nếu có thể tìm được không chừng vấn đề này sẽ được giải quyết lần này đến bắc linh nguyên tu hành ngươi cần phải thêm hăng hái một chút nha nghe nói tây viện liễu mộ bạch cũng tham gia lập đội với hắn là tây viện hồng lăng chúng ta không thể bại bởi bọn họ đường thiên nhi nghiêm túc căn dặn liễu mộ bạch à mục trần mỉm cười cường giả đệ nhất bắc linh viện a lần này đến bắc linh nguyên tu hành có thể tính là lần đầu giao phong không nhỉ thật là lý thú mục trần chớp sáng, trong linh lộ kia hắn còn chưa hề biết sợ ai, Bắc Linh cảnh này cũng y như thế. Chương 24, ước định. Bắc Linh Nguyên, tọa lạc tại phía tây bắc Bắc Linh cảnh, từ Bắc Linh viện đi bộ khoảng một ngày. Một địa vực mênh mông rộng lớn, tuy nói Bắc Linh Nguyên phủ đầy hiểm nguy trùng trùng điệp điệp, bất quá nguy hiểm thường kết bạn với kỳ ngộ. Rất nhiều người ở Bắc Linh cảnh nhân số đông đúc này, đều vì mong muốn có kỳ ngộ, thay nhau lần lượt tiến vào Bắc Linh Nguyên. Những người đó, có người đạt được cơ duyên có người chật vật chạy ra mình mẩy thương tích cũng có không ít kẻ mãi mãi nằm lại dưới tàn lá rậm rạp đến bắc linh nguyên tu hành cũng xem như một chuyện quan trọng nổi bật đối với đệ tử thiên giới bắc linh viện gần một nửa đệ tử báo danh tham gia vì họ đều hiểu rõ cái loại tu luyện yên ả ngày thường ở học viện rất cần thiết phải có thực chiến chân chính để phát triển chỉ có thực chiến mới có thể kích phát tâm tính rèn luyện nó ngày một cứng cỏi đó là con đường không thể thiếu mà mọi cường giả phải đi qua Bắc Linh Nguyên không chỉ đầy rẫy các loại linh thú hung mãnh, mà còn đủ loại tam giáo cửu lưu hầm bà lằng các loại nhân vật hỗn tạp, trong đó có vài kẻ ác danh không kém. Cùng những tên ngoan độc huyết tinh đầy cả hai tay mà so sánh, đệ tử Bắc Linh Viện lại cứ như dê béo. Dù cho thực lực không tầm thường, nhưng nếu chân chính giao thủ, chỉ e còn chưa đủ cho người ta xỉa răng. Do vậy, để bảo vệ đệ tử, Bắc Linh Viện cũng phái ra khá đông lực lượng bảo vệ tương đối mạnh mẽ. Đông Viện Mạc Sư cùng với Tây Viện Tịch Sư cũng đi theo, hai lão chân chính là những cường giả thần phách cảnh, có lẽ cũng ít có kẻ nào ở Bắc Linh, cảnh này dám to gan lớn mật vuốt dâu hùm hai gã thần phách cảnh liên hợp. Sáng sớm, đội ngũ tu hành của Bắc Linh viện đã dục dịch khởi hành. Cho đến tận chiều tối, cũng chỉ đến được bên ngoài Bắc Linh Nguyên. Bóng đêm dần buông xuống, cả đoàn cũng chỉ còn cách hạ trại nghỉ ngơi. Bóng đêm bao phủ càng lúc càng đậm, những đống lửa bừng lên trong các doanh trại. Đệ tử Bắc Linh viện rất ít khi đi vào những khu vực như thế này, nên cũng có nhiều vị tỏ ra hưng phấn, không ít người ở các lều trại náo nhiệt chuyện trò. Không khí đó khiến người ta không nghĩ đến họ đang dấn thân mạo hiểm, mà giống một đám đi du lịch thưởng ngoạn nhiều hơn. Những người chân chính đi thám hiểm cũng thấy, thầm cười khinh đám trẻ đầu xanh, lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Trong mắt họ, những đệ tử này chẳng qua là vài tên công tử mặt trắng áo đỏ, đợi khi đối mặt linh thú hung ác, sẽ thấy cảnh chúng nó sợ hãi đến tè ra quần. Mục Trần ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, đảo mắt nhìn vào bóng đêm tăm tối xung quanh doanh trại. Xa xa đâu đó, dường như có tiếng thú kêu gào quanh quẩn tràn ngập máu tươi. Cảnh này, thoáng quen thuộc. Chẳng qua, không khí bên trong kia lại khác xa cái linh lộ, cũng thiếu nhiều lắm những tàn khốc và máu tanh. Mục Trần bất giác cảm thấy hơi sợ run lên, một bàn tay xinh xắn thon thả đột ngột từ phía sau vươn tới người hắn, vỗ vai. Ngay lúc đó, Mục Trần phản ứng cực nhanh như một đầu mãnh thú, đôi mắt lạnh lẽo cơ thể bật lên nhanh như cắt chụp lấy bàn tay kia khóa chặt úi người kia đau đớn la lên khiến mục trần tỉnh táo lại mới thấy ra là đường thiên nhi lạnh lẽo trong mắt tan đi tỏ vẻ xấu hổ gãi đầu vội buông tay nàng ra ngươi làm cái gì vậy đau quá a à? đường thiên nhi suýt xoa vuốt ve cổ tay hậm hực nói ta xin lỗi mục trần cúi đầu gượng cười làm hòa rèn luyện một năm trong linh lộ kia khiến cho sức cảnh giác của hắn đã trở thành một phản xạ cực kỳ nhạy bén vốn cái cảnh giác đã trở thành bản năng này đã được hắn đè nén sau khi trở lại bắc linh cảnh nhưng lúc này hoàn cảnh lại có vẻ quen thuộc không ngờ đã khơi dậy bản năng đã ngủ say qua nhiều tháng kia người làm sao vậy đường thiên nhi chu miệng chằm chằm nhìn mục trần nàng dù sao cũng thận trọng trước đó khi hắn khóa cổ tay nàng đột nhiên khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng nàng chợt nghĩ nếu không phải lúc đó đau quá mà hô lên có lẽ ngay sau đó hắn sẽ bẻ gãy cổ tay nàng trăng mục trần nhìn đống lửa tí tách trước mặt trầm tư một hồi ngày trước trong linh lộ nếu có kẻ hành động giống như ngươi vừa nãy với ta có lẽ đã bị ta giết chết vì ta không giết hắn thì kẻ bị giết chỉ có thể là ta đường thiên nhi ngẩn ngơ nhìn thiếu niên sắc mặt trầm tĩnh hắn nói đến chữ giết thần sắc lại nhẹ nhàng như không cảm giác như đó là thói quen bình thường linh lộ kia nghe có vẻ rất đáng sợ đường thiên nhi thì thầm nói vốn trong mắt mọi người linh lộ rất thần bí phần lớn những kẻ từ linh lộ bước ra đều ngậm chặt kẽ răng không nói gì về nơi đó bất quá vì những kẻ bước ra đều có thực lực rất mạnh khiến cho những thiếu niên thiếu nữ như đường thiên nhi đều nghĩ đó là thiên đường mà hướng tới bất quá bọn họ ngây ngô không biết muốn tiến vào khu vực phi thường cũng phải có thực lực phi thường như thế mục trần cười nhẹ thì thào tự nói ở đó mọi người đều xem như đối thủ cạnh tranh chỉ có điều hơn tàn khốc không ít những kẻ bất bình thường ở trong đó mới một khắc trước còn cười nói hòa thuần vui vẻ với ngươi ngay sau đó liền cắm một chủy thủ vào tim ngươi do vậy trong đó tín nhiệm là một từ vốn không nên cho vào từ điển bất quá nếu có thể gặp được kẻ có thể tín nhiệm đó là món quà quý nhất cho cuộc đời ngươi mục trần nhẹ thở dài thần sắc nhu hòa hắn lại nhớ tới cô gái tóc bạc thước tha đó quả là một kẻ bất thường khiến cả hắn cũng phải đau đầu không ít đuổi giết hắn đến nửa năm mục trần từng giao đấu với nàng ba lần ở lần cuối cùng đó người con gái kia cũng tìm ra cơ hội kết thúc chuôi trường kiếm đen tuyển như u linh đòi mạng rừng ngay cổ họng hắn lúc đó dĩ nhiên nàng đã thắng chỉ cần đẩy tay nhẹ một chút cái tên mục trần sẽ vĩnh viễn nằm lại trong linh lộ bất quá cuối cùng nàng không đâm lại lui về bóng đêm dùng đôi mắt như ngọc dõi theo hắn hồi lâu chậm rãi thu kiếm cúi đầu nói ta không thể giết ngươi ngươi đi cùng ta mục trần khi đó vô cùng sửng sốt dầu dĩ cả nửa ngày mới nói ra điều khiến hắn buồn bực cả nửa năm sao ngươi lại đuổi giết ta lâu như vậy nếu không phải ta cứu ngươi ngươi đã sớm chết rồi lần đầu hắn thấy nàng là một tình huống chỉ mảnh treo chuông năm tên quái vật xảo quyệt như cáo vây nàng vào chỗ chết vốn mục trần cũng không định ra tay vì những tên kia rất phiền phức nhưng vì một thoáng nhìn thấy đôi mắt lưu ly ngọc ngà hiện ra nét buồn bã hắn mềm lòng cứu nàng lại đeo theo bên người nửa năm phiền toái sau đó một tuần mục trần mang theo nàng đang thụ thương bắt đầu đào vong chối chết bất quá sau 10 ngày năm tên biến thái lần lượt bị hắn đánh bại giết hết ba người hai người còn lại đành phải buông tha giải quyết được năm cái phiền toái lớn còn chưa kịp thở ra hơi cô gái từ khi được cứu không hề nói nửa lời bắt đầu rút kiếm và sau đó là nửa năm giao phong và chạy trốn của hắn cô gái nghe câu hỏi của mục trần dường như suy nghĩ rồi cho hắn một đáp án khiến cho mục trần tức muốn hộc máu ta không nghĩ sẽ có cảm tình với ngươi ta chỉ nghĩ là ta muốn tu luyện nếu có cảm tình sẽ làm ta phân tâm người bệnh vừa phải chớ lúc ấy hắn quả thật mất bình tĩnh quát lên vậy ngươi bây giờ tính làm gì mục trần vô lực hỏi Vừa rồi ta định giết ngươi, bất quá, dường như không xuống tay được. Cô gái còn tỏ vẻ thật sự lo lắng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành, nàng nhíu mày nói, "Ta cảm thấy nửa năm trôi qua, đối với ngươi có cảm tình." Mục Trần không nói gì chỉ trợn mắt nhìn lên trời. Đuổi giết ta nửa năm, làm thế nào từ sát tâm lại chuyển thành cảm tình? Ta vừa rồi không giết ngươi, ngươi nợ ta một mạng, nên phải theo đội của ta, đợi khi nào ta không thích ngươi nữa thì giết ngươi đi ngươi tưởng đang nuôi chó hả ờ đến lúc đó không giết ngươi thả ngươi đi thôi không nói nên lời mục trần bất đắc dĩ lắc đầu xoay người bỏ đi không có hứng ta có thể đỡ hết thảy ám toán sau lưng của ngươi chỉ cần ngươi không tổn thương ta ta sẽ bảo vệ cho ngươi bất kể linh lộ hay đại thiên thế giới cô gái nhìn hắn xoay người bỏ đi hơi do dự đột nhiên thốt lên mục trần khựng lại giọng nói nhẹ nhàng êm ái xuyên thấu không gian đột ngột đánh vào lòng hắn đột nhiên khiến trái tim căng thẳng trở nên mềm đi Bình thường thì không nói câu nào, không ngờ nói ra vài câu lại khiến cho người ta cảm động. Mục Trần xoay người lại, khẽ cười, rồi thở dài, bước đến vươn tay ra với nàng. "Vậy, hợp tác vui vẻ." Gương mặt lạnh lùng xưa nay không hề thấy biểu hiện tình cảm gì, đột nhột hiện lên một nét cười nhẹ như lông hồng, cái xinh đẹp bất ngờ khiến cho ánh trăng cũng lu mờ. Nàng vươn bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé mà mềm mại, nắm chặt lấy tay hắn. "Đây là ước định của ta và ngươi." Chương 25: Tinh phách linh thú lửa chạy bùng lên tia lửa ấm áp chiếu rọi thân thể mềm mại của đường thiên nhi nhưng nàng ngược lại cảm thấy lạnh lẽo cái lạnh đó đến từ linh lộ mà mục trần miêu tả cho nàng nghe xem ra linh lộ không tốt đẹp như ta nghĩ còn may ta không bị chọn chứ không e rằng xương cốt cũng không còn đường thiên nhi run run nói tim đập gấp gáp nàng thật tưởng tượng không nổi một nơi mà ngay cả lòng tin cũng không hề tồn tại thì phải nơm nấp lo sợ đề phòng như thế nào vốn không là cái chỗ tốt đẹp gì mục trần cười nhạt ngẩng đầu lên nhìn thấy mạc sư đang đập tay thu hút chú ý của mọi người đông đảo đệ tử đều đưa mắt nhìn qua bắc linh nguyên tu hành đã chính thức bắt đầu ở đây sẽ là doanh trại của chúng ta ngày mai các ngươi từ đây xuất phát vào bắc linh nguyên tu hành chính diện giao phong với linh thú do đó hôm nay ta có vài điều nhắc nhở mọi người linh thú chia làm ba cấp cao trung sơ bên ngoài bắc linh nguyên phần lớn đều là linh thú sơ cấp nhưng ta nghĩ các ngươi cũng phải liên thủ mới mong đối phó được chúng nó Mạc sư đảo mắt nhìn quanh, giọng nói trầm trầm quanh quẩn những chiếc lều trong doanh trại, mỗi đệ tử đều im lặng và chú ý lắng nghe. Bọn họ đều hiểu rõ, đây không phải là một đợt diễn tập hay cái gì đại loại như thế, mà là chiến đấu chân chính, sơ ý một chút là trở thành thịt tươi trong miệng linh thú ngay tức khắc. Linh thú sơ cấp có thực lực ước chừng linh động cảnh, trung cấp là linh luân cảnh, linh thú cao cấp lại có thể so với cường giả thần phách cảnh. Sâu trong Bắc Linh Nguyên này có linh thú cao cấp, ta khuyến cáo các ngươi, tuyệt đối không được phép đi quá sâu vào Bắc Linh Nguyên. Giọng nói của lão đã chuyển thành nghiêm khắc, mỗi lời nói đều như sắt đá. Linh thú cao cấp ở sâu trong Bắc Linh Nguyên, ngay cả lão muốn đối phó cũng rất phiền toái. Những đệ tử non nớt thường ngày quen chăn ấm đệm êm trong học viện, chẳng khác nào cừu non không sức phản kháng. Mọi người gật gù liên tục như gà mổ thóc, chẳng tên nào đủ can đảm lấy cái mạng nhỏ ra đùa. Đừng nói đến linh thú cao cấp, ngay cả linh thú trung cấp, Bọn họ cũng không do dự vắt giò lên cổ mà biến cho xa. Lần này tu hành, ba tiểu đội có thành tích tốt nhất sẽ nhận được mỗi thành viên một quả Uẩn Linh đan. Mạc sư dịu giọng trở lại, ánh mắt nhìn các đệ tử mang theo nét cười vui vẻ, nói tiếp, để đạt thành tích cao nhất cần phải hợp tác thật nhuần nhuyễn với đồng đội. Thực lực hiện tại của các ngươi chỉ có hợp tác mới có thể thông dong thoải mái ở cái nơi hỗn tạp Bắc Linh Nguyên này. Yes, sir, ma'am, đệ tử lúc nhúc đồng thanh trả lời sau khi liệp sát linh thú không nên quên thu hoạch tinh phách linh phách sơ cấp sẽ không khiến những cường giả thần phách cảnh chú ý chỉ dùng để đánh giá thành tích của các ngươi mục trần khẽ gật đầu cường giả thần phách cảnh có năng lực luyện hóa tinh phách nhưng với thực lực của họ những linh thú sơ cấp tầm thường dĩ nhiên chẳng có gì hấp dẫn mặc sư ngài cũng là cường giả thần phách cảnh ngài luyện hóa thú phách gì à có đệ tử tò mò cất tiếng hỏi đối với cường giả thần phách cảnh năng lực luyện hóa thú phách hấp dẫn như vậy dĩ nhiên khiến các đệ tử rất hứng thú mạc sư nghe vậy hơi do dự một chút chợt một tay kết ấn một cỗ linh lực mạnh mẽ trong cơ thể bùng lên kim quang ngưng tụ sau lưng hóa thành một con kim cự lang ngửa đầu hú vang bên ngoài bộ lông kim cự lang dường như có thêm những hoa văn như sấm xét uy vũ bất phàm âu gua uy chu choa trong doanh trại liên tiếp vang lên những tiếng suýt xoa kinh ngạc và hâm mộ thậm chí doanh trại tây viện bên kia nghe thấy lạ cũng đưa mắt nhìn qua rồi cũng rung động cảm thán nhìn kim cự lang sau lưng mạc sư Tịch sư bên này vừa thông báo quy định xong nhìn thấy thế, bĩu môi, thân thể run run, linh lực cường đại bộc phát ra, sau lão xuất hiện một cự sư tử màu đen, trên lưng hắc cự sư kia có một cái mai rùa màu xám. Mọi ánh mắt của các đệ tử đều bị thu hút, bởi hai tinh phách linh thú được hai cường giả thần phách cảnh triệu hồi ra, hấp dẫn vô cùng, lực lượng này đủ khiến nhiều người thèm rớt nước mắt, à không nức miếng. Ta luyện hóa tinh phách linh thú cao cấp kim lôi lang, địa bảng vạn thú lục xếp hạng thứ 382. Tịch sư luyện hóa tinh phách linh thú cao cấp Thạch Quy sư, địa bảng vạn thú lục xếp hạng 390. Mạc sư nhìn thấy Tịch sư xung động, cũng mỉm cười vung tay lên, cự lang tiêu tán đi mất. Linh thú lợi hại uy dũng thế mà trên địa bảng xếp hạng hơn 300 gần 400 kia đấy. Vậy những linh thú xếp hạng top 100 thì chẳng phải càng biến thái hơn sao? Còn những linh thú huyền thoại của thiên bảng vạn thú lục, chắc phải có thực lực nghịch thiên. Nhiều đệ tử sợ hãi than thầm không thôi, địa bảng xếp hạng 300 đã lợi hại đến thế. Thiên bảng còn khủng bố hơn nhiều a, à, có thể được xếp vào 100 vị trí đầu của địa bảng vạn thú lục, đều là những linh thú không hề đơn giản. Thực lực của chúng siêu việt rất xa cường giả thần phách cảnh, có thể sánh với cường giả tam thiên cảnh. Do vậy chúng nó thường được gọi là thiên cấp linh thú, hay ngắn gọn là thiên thú. Nói tới đó, Mạc sư đột nhiên liếc nhìn Mục Trần. Hắn hiểu ngay ý của lão, vì cha hắn luyện hóa Viêm Long điều kia, chính là linh thú hạng 85, nghĩa là Viêm Long điều hẳn đã đạt tới trình độ thiên thú bình thường mà nói, cường giả thần phách cảnh muốn luyện hóa tinh phách linh thú thực lực cao hơn hẳn bản thân, là một chuyện cực kỳ khó khăn hiếm gặp. Mà Mục Phong cha hắn có thể, vốn là một đại cơ duyên. Cũng vì thế mà chiến lực của Mục Phong đặt trong Bắc Linh cảnh chín vị vực chủ, tuyệt đối là tam cường. Dù sao tiến vào thần phách cảnh, bản lĩnh lớn nhất chính là luyện hóa tinh phách linh thú, một chiến lực không nhỏ, dĩ nhiên ai luyện hóa được linh thú càng mạnh, chiến lực càng cường hãn. Về phần những sinh vật trong thiên bảng vạn thú lục, lão dừng lại một chút liếc mắt nhìn bọn trẻ cười xòa e rằng những nhân vật siêu cấp trí tôn của đại thiên thế giới cũng không dám ra tay đắc tội với chúng thôi cũng khuya rồi các ngươi tạm nghỉ sáng sớm ngày mai khởi hành tiến vào bắc linh nguyên mạc sư cũng cảm thấy nói đã đủ ra lệnh cho những thiếu niên thiếu nữ còn đang hưng phấn không thôi phải giải tán mọi người nghe thấy mới đem theo chút hưng phấn còn lại kia lục tục bước về lều mục trần cũng về lại lều của hắn nhắm mắt tu luyện, lại tiếp tục thử luyện ra Sâm La Tử Ấn Đạo thứ hai. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống những tán lá, trong doanh trại những đệ tử đã chuẩn bị chu đáo, sắc mặt hào hứng phấn khích nhìn vào cánh rừng rậm mênh mông trước mặt. Mục Trần đứng cạnh Đường Thiên Nhi, ánh mắt quét qua chung quanh, chợt nhìn thấy Đàm Thanh Sơn xa xa. Bên cạnh tên kia, không ngờ là Mặc Lĩnh, cái điệu này hai người đó là một đội a. Điều đó khiến Mục Trần cũng thoáng kinh ngạc, mặc lĩnh thực lực vốn có linh động cảnh hậu kỳ nếu muốn tìm người lập tổ đội dĩ nhiên có không ít lựa chọn tốt hơn đàm thanh sơn nhiều mục trần ngươi và thiên nhi một đội à ha 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 ta đi cùng thanh sơn hắn là người mới mà chỗ này hơi nguy hiểm cũng nên chiếu cố hắn một chút mặc lĩnh cũng đã nhìn thấy mục trần cùng đàm thanh sơn tiến qua cười nói mục trần mỉm cười gật đầu nghe lời nói của mặc lĩnh có vẻ như tên đó muốn tạo quan hệ giao hảo với hắn xem ra chiếu cố đàm thanh sơn chỉ là cái cớ, hơn phân nửa là vì muốn kết giao với mình. Cũng nhờ mặc lĩnh học trưởng suy nghĩ chu đáo. Mục Trần cười nói, đối với mặc lĩnh cũng không có ác cảm, kết giao cũng không có vấn đề. Hai người cười nói với nhau một chút, đột nhiên ngưng lại. Bên phải cả bọn, từng toán người đột nhiên tách ra, vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Mục Trần. Người dẫn đầu, chính là kẻ tháng trước bị hắn đánh bại ở viện thí, Liễu Dương. Liễu Dương nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt rất thâm độc. Trận đối chiến viện thí đó ảnh hưởng danh tiếng của hắn không nhỏ. Khi tiến vào thiên giới, tuy có đại ca Liễu Mộ Bạch che chở, nhưng nhiều kẻ vẫn ngầm cười nhạo sau lưng, khiến cho hắn tràn ngập căm giận trong lòng. Mục Trần chỉ liếc Liễu Dương một cái rồi nhìn sang bên cạnh hắn. Một thanh niên dáng người cao giáo cường tráng, kẻ kia cũng đang dùng ánh mắt thích thú nhìn Mục Trần. "Ngươi là Mục Trần kia ư? Gần đây danh tiếng vang dội a." À, thiếu niên áo vàng tủm tỉm cười, vẻ lơ đãng hỏi. "Trần Thông, các ngươi muốn gì?" mặc lĩnh nhìn thấy hai kẻ này mày ưng nhíu lại trầm giọng nói mục trần sắc mặt lại bình tĩnh trần thông cái tên này ở bắc linh viện cũng khá là nổi tiếng tuy kém liễu mộ bạch một chút nhưng cũng xếp thứ ba tổng bảng bắc linh viện thực lực linh động cảnh hậu kỳ giống như mặc lĩnh là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của viện trước kia đều tự mình uy phong tác quái sao bây giờ phải dẫn theo người mới dám đến mục trần liếc liễu dương một cái cười nói nghe hắn chế nhạo sắc mặt Liễu Dương giận đến xanh mét, âm lãnh cất tiếng, cứ tự đắc đi, đừng cho chúng ta gặp ngươi trong Bắc Linh Nguyên, bằng không thì tự chịu. Mục Trần cười, lắc đầu, so với đại ca của mình, ngươi kém thật sự quá xa. Ha ha ha, quả nhiên kiêu ngạo a, à, làm quen chút đi. Ta là Tây Viện Trần Thông, từ lâu đã muốn biết người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia linh lộ. Kia Trần Thông vươn tay ra, cười khinh khỉnh. Chúng ta đi. Mục Trần mỉm cười, lười để ý tới hai tên này, lách qua bên cạnh Trần Thông, chợt dừng lại một chút, nhìn về một bên không xa, một thân ảnh áo trắng anh tuấn, Liễu Ngộ Bạch thản nhiên nhìn bên này. Hai ánh mắt giao nhau, mơ hồ có hàn ý lưu động trong không gian, khiến cho những đệ tử chung quanh như ngậm tâm. Nếu thấy ta không vừa mắt, thì tự tới đi, đừng có đưa tới mấy kẻ này, thật là ngứa mắt. Mục Trần nhẹ nhàng cười, không hề dừng lại, dẫn nhóm đường thiên nhi rời khỏi doanh trại, nhanh chóng tiến vào Bắc Linh Nguyên. Liễu Ngộ Bạch híp mắt nhìn Mục Trần đã đi xa, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén. Tên khốn, Liễu Dương nghiến răng nghiến lợi. Trần Thông nhếch miệng cười, ánh mắt cũng khẽ nheo lại. Không sao, cứ cho hắn tự đắc chút đi, trong Bắc Linh Nguyên sẽ có cơ hội gặp, lúc đó nếu không ai nhìn thấy, ta sẽ dạy dỗ hắn nên biết chữ lễ phép viết như thế nào, thật là là một tiểu tử không biết kính trọng học trường A. Trường 26, thợ săn lão luyện. Bọn Tây Viện kia thật sự rất đáng ghét. Dưới bóng cây trải rộng trong rừng rậm, gương mặt đường thiên nhi giận tím tái, bọn người kia nhiều lần kiếm mục trần gây chuyện, cái tượng đất cũng không nhịn được nộ nữa là. Không bị người ta ghen tị chỉ là hạng tài trí tầm thường. Mục trần cười nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn một hướng xa xa phía sau, nói, bất quá ta thấy liễu mộ bạch đúng là ghen ghét với ta không ít chút nào a. À. trước tới nay ta cũng đâu có mấy khi cùng xuất hiện. Liễu mộ bạch, đường thiên nhi nhíu mày liễu, hắn sẽ đối phó ngươi sao? Bằng không ngươi cho rằng với cái loại liễu dương, mới thăng lên thiên giới sao lại có trần thông ra mặt giúp hắn phía sau không thể thiếu tay chân liễu mộ bạch động vào người này thực ra so với mấy tên biến thái của linh lộ cũng khá giống nhưng mà cái trình vẫn còn kém hơn mục trần thản nhiên kẻ đó cũng đáng ghét đường thiên nhi lạnh băng chợt lo lắng liễu mộ bạch cũng không dễ đối phó đâu liễu dương so với hắn vốn không cùng cấp bậc từ khi vào bắc linh viện tới nay liễu mộ bạch vẫn luôn giữ chắc danh hiệu đệ nhất bắc linh viện mấy năm nay hình như hắn chưa bao giờ thua trận nào đúng vậy mục trần ngươi nên cẩn thận nhiều hơn một chút liễu mộ bạch kia ta nhìn không thấu ta từng giao thủ với hắn nhưng thảm bại mà lần đó hắn không hề dùng đến thực lực chân chính mặc lĩnh bên cạnh lời nói càng thêm trịnh trọng mặc lĩnh học trưởng thực lực đã là linh động cảnh hậu kỳ nếu hắn dễ dàng đánh bại ngươi vậy đàm thanh sơn hơi kinh ngạc phân tích mặc lĩnh chậm rãi gật đầu liễu mộ bạch rất có thể đã tiến vào linh luân cảnh kẻ đó rất lợi hại a à, đường thiên nhi càng thêm nghiêm mặt nếu thật như vậy, thì phiền toái quá lớn, linh luân cảnh và linh động cảnh tranh lệch thực sự quá xa. Nghĩ vậy, nàng nhìn qua mục trần, nhưng thiếu niên kia vẫn một nét bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, khóe miệng vẫn mang nét cười nhu hòa. Cái vẻ điểm tĩnh chấn định này cũng khiến cho đường thiên nhi, mặc lĩnh, đàm thanh sơn bất giác an tâm hơn nhiều. Biểu hiện thông dong của hắn như có ma lực, làm cho người ta không tự chủ tin rằng hắn có thể làm ra những chuyện mà người thường không thể nghĩ bàn. Linh luân cảnh tuy lợi hại, bất quá cũng không phải là cái gì mà không thể chạm vào được dù cũng phiền toái thật nhưng liễu ngộ bạch thật muốn muốn động thủ mà nói e rằng hắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu mục trần nhẹ giọng nói ngôn ngữ đều đều như không có gì có điều bất kể linh lộ hay đại thiên thế giới kẻ nào có tâm tư đụng chạm đến hắn kết quả thế nào thì cũng phải trả giá không nhỏ quên đi không nói chuyện đó nữa bắc linh nguyên tu hành đã bắt đầu chúng ta cũng làm việc thôi hai vị hiện tại xem như là đối thủ cạnh tranh của chúng ta nha Mục Trần tùm tỉm cưới liếc mắt nhìn hai người mặc lĩnh. Vậy chúng ta đây, tiên hạ thủ vi cường, còn tưởng hai tên đó ra tay đánh lén, nào ngờ mặc lĩnh và đàm thanh sơn liếc nhau, co giỏ phóng về trước bỏ chạy nhanh như thỏ. Hiện tại họ vẫn còn ở bên ngoài Bắc Linh Nguyên, linh thú rất thưa thớt, phải vào trong một chút mới dễ gặp hơn. Mục Trần nhìn hai vị kia vắt giò lên cổ chạy mất, cũng nhịn không được cười lớn, nhẹ nhàng xoa xoa tay, trong con ngươi đen láy dũng mãnh trào ra sự phấn khởi vô tận đã lâu lắm quên mất cái khí vị khi làm thợ săn a à. nếu mà còn không động thủ e là phải lục nghề mất chúng ta cũng đi thôi mục trần vung tay gọi đường thiên nhi cả hai nện bước đi nhanh bất quá hắn cũng chưa định ra lộ tuyến của đội cứ đi tới trước kinh nghiệm rèn luyện trong linh lộ khiến cho hắn hiểu rõ cách thức tìm ra tung tích linh thú hai người đi nhanh hơn 10 phút sau cũng dần xâm nhập bắc linh nguyên thỉnh thoảng xa xa chung quanh vang lên đủ loại tiếng giống của linh thú đường thiên nhi bám sát phía sau mục trần hai má xinh đẹp lộ rõ vẻ khẩn trương, nàng hiểu rõ tại nơi nguy hiểm này nếu đi lạc vào ở linh thú, bị chúng nó bao vây sẽ có kết cục thế nào. Lúc nàng còn lo lắng quan sát chung quanh, mục trần phía trước đột ngột dừng lại, nàng chưa kịp phản ứng liền tông phải hắn, thân thể mềm mại là lướt dán sát vào lưng mục trần. cái loại tiếp xúc gây ra cái cảm giác mềm mại thế này khiến cho mục trần nhịn không được trợn mắt nhìn, còn đường thiên nhi phía sau lại cúi đầu đỏ bừng mặt, vội vàng lui lại, nhưng mục trần nắm chặt tay nàng. Sweet. Đường Thiên Nhi hoảng hốt còn chưa kịp dãy ruộng, Mục Trần đã nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên miệng, ánh mắt xuyên qua cây cối, nhìn thẳng phía trước. Đường Thiên Nhi cũng nhìn theo, tại bãi đất trống phía trước, hai con vật toàn thân màu đỏ, trên trán có một cái sừng màu đen, nhìn giống như hổ, lại giống heo nhàn nhã bước đi, những tiếng gầm gừ khe khẽ không ngừng phát ra. Là linh thú sơ cấp, huyết chư hổ. Mục Trần nhẹ giọng nói, hai con huyết chư hổ xem ra thực lực cũng có linh động cảnh trung kỳ. Bất quá loại linh thú này ra dày thịt béo, thừa sức chống đỡ một kích toàn lực của cường giả linh động cảnh hậu kỳ hơn nữa khi chúng nó phát điên thì còn hung ác khác thường hơn mỗi người một con có vấn đề gì không mục trần quay nhìn đường thiên nhi hội ý gương mặt cô gái bỗng dưng hơi tái nhưng cũng quật cường gật đầu có lẽ cô nàng này vẫn là lần đầu tiên giao phong với loài linh thú hung tàn như thế không phải sợ có ta ở đây mục trần mỉm cười an ủi ừ đường thiên nhi khẽ cắn môi hai tay nắm chặt một thanh đoản kiếm xuất hiện, nàng cũng không muốn làm kẻ vướng chân mục trần, vì thành tích của hai người, nàng phải cố gắng. Lên, mục trần khẽ quát nhẹ, dẫn đầu sông ra. Ho o do oa a -ay a -ay a. Mục trần vừa hiện thân, hai đầu huyết chư hổ ngay lập tức phát hiện đỏ mắt gầm giống phóng qua, trên cơ thể toát ra hào quang huyết sắc đậm đặc. Rầm 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 rầm, một con nện bước rung chuyển đất rừng, như một đạo huyết quang sấm chớp lao đến mục trần, con thú kia vừa định chạy theo một đám đá vụn bén ngót có linh lực bao bọc hung hăng oanh tạc cái mũi của nó khiến nó phải dừng lại đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn về thân ảnh cô gái nhỏ bé yếu ớt bên này lại giống lên dữ tợn lao qua tấn công mục trần nhìn chăm chú đầu huyết chư hổ đang tập trung công kích chính mình ánh mắt không hề kích động nhưng tràn ngập hưng phấn bàn chân dẫm đất thẳng tắp lao lên một người một thú lao vào nhau cuồng phong thổi quét lá khô đầy trên đất lúc hai bên sắp va chạm với nhau mục trần mạnh mẽ nghiêng người bước qua tay phải nắm chặt một thanh thủy thủ linh lực ám hắc quấn quanh bao bọc lấy, tay phải vẽ thành một đường cong tinh tế, hướng qua cơ thể huyết chư hổ, hắc ám hiện ra, hàn quang xuyên qua hai mắt linh thú, máu tươi bắn ra tung tóe. Uỳnh, thân thể huyết chư hổ nện dữ dội vào một thân đại thụ phía sau, khiến cho thân cây đứt gãy rồi ẩm ẩm đổ sụp xuống, đất đai rung lên một hồi. Huyết chư hổ cũng điên cuồng giống thảm, đôi mắt đỏ ngầu của nó đã bị mục trần chọc. Mù đi. Ho o do o a a a. -a đau nhức khiến huyết chư hổ trở nên điên cuồng, ngửi mùi trong không khí định hướng, cuồng bạo tấn công lần nữa về phía mục trần, lông trên cơ thể cứng như gai nhọn dựng thẳng lên, lao đi như một tòa thành thép. Đối mặt huyết chư hổ đã điên loạn, mục trần lại có vẻ thong thả, dẫm chân nhảy cao tại chỗ, tùy ý huyết chư hổ lướt qua lướt lại. Mà mỗi lần như thế, lưỡi sắc bén của chủy thủ lại vương thêm một loạt máu tươi đỏ thẫm. Máu tươi vương vãi, tốc độ huyết chư hổ càng lúc càng chậm, đã bắt đầu kiệt sức. Mục Trần thừa lúc nó còn đang lảo đảo, nhanh như cắt lao vào, hàn quang lóe sáng, chủy thủ có linh lực bao bọc, sắc bén đến mức chỉ nhìn đã khiến người ta lạnh gáy, nhanh như sấm chớp xuyên vào cổ họng huyết chư hổ. Máu tươi nóng hổi theo chủy thủ cuồn cuộn chảy ra, huyết chư hổ phát tiếng gầm nho nhỏ thê lương, thân thể khẽ dãy dụa một chốc, rồi lặng yên nằm đó không còn nhúc nhích. Mục Trần bình tĩnh rút thủy thủ ra, đẩy cái xác huyết chư hổ to lớn qua một bên, ra tay lão luyện, ngay cả những người thám hiểm vào sinh ra tử với nghề liệp sát linh thú cũng không bằng bản lĩnh cỡ này không phải những tên thiếu niên chưa ra đời có thể có được giải quyết nhanh chóng đầu huyết chư hổ mục trần nhìn qua phía đường thiên nhi cô gái có vẻ chật vật khó khăn tuy trên cơ thể huyết chư hổ đã có không ít vết máu nhưng vốn da dày thịt béo như huyết chư hổ chút vết thương đó không có mấy tác dụng ho o do oa a a a đang rằng co với đường thiên nhi huyết chư hổ có lẽ đã nhận thấy đồng bạn đã chết gầm lên thê lương đôi mắt càng đỏ bừng lên thân hình vốn đã to lớn lại càng phình to hơn nữa phát cuồng mục trần thấy thế nhíu mày á à, đường thiên nhi hốt hoảng thét lên đoạn kiếm chém vào huyết chư hổ đã phát cuồng kia cũng bị phản chấn rời tay nàng vội nhảy lui về sau mấy bước sau đó nàng chỉ cảm thấy cái bóng to lớn bao phủ lấy cơ thể mùi tanh hôi đập vào mặt huyết chư hổ nhảy lên rất cao như một tảng đá to lớn hung hăng ép xuống bên dưới nhìn cái bóng đen cực kỳ nặng nề kia đường thiên nhi mặt tái mét thân thể sợ hãi đến mức không nhúc nhích được một bóng người lao qua, tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh tinh tế của nàng, chủy thủ trong tay hướng lên trời, linh lực ám hắc phóng lên, như một mũi nhọn u ám xuyên tới cái bụng to như cái trống của huyết chư hổ, trên cao. Phục, máu tươi lập tức đổ xuống mang theo nội tạng tanh tưởi trào ra. Mục Trần ôm Đường Thiên Nhi lăn qua vài vòng, tránh được sức nặng vài trăm cân của huyết chư hổ. Sau khi rơi xuống đất nảy lên một cái, rốt cuộc không thể động đậy, hiển nhiên đã mất đi sinh cơ. Phù Mục Trần nhìn thấy hai đầu huyết chư hổ đã được giải quyết gọn ghẽ, cũng thở ra một hơi, chợt cảm thấy cô gái đang ôm trong lòng khẽ cục cựa, mới buông nàng ra, cười hỏi, không sao chứ. Đường Thiên Nhi đỏ mặt lắc đầu, ánh mắt nhìn qua hai đầu huyết chư hổ bất động, đôi mắt đẹp hiện rõ nét sợ hãi. Nàng hiểu rõ, có thể nhanh chóng giải quyết hai linh thú sơ cấp này, tất cả công lao đều từ Mục Trần mà ra. Sao ngươi có thể lợi hại như vậy, ta rằng co với nó như vậy cũng chưa tổn thương nặng đến nó được. Đường Thiên Nhi cảm thán thốt lên nhằm vào chỗ yếu hại đánh một kích là được, cứ đi liệp sát dần sẽ quen. Mục Trần mỉm cười, đứng dậy đi tới thi thể hai đầu huyết chư hổ, truy thủ rạch mở cái đầu chúng ra, hai luồng sáng tràn ngập màu máu to chừng nắm tay chậm rãi lơ. Lửng. Bên trong luồng sáng hiện rõ hình thể huyết chư hổ, mơ hồn có linh lực dao động cuồng bạo phát ra. Đó là tinh phách linh thú. Mục Trần cầm lấy hai khỏa tinh phách linh thú, đưa cho đường thiên nhi. Nàng tò mò tiếp nhận, lật qua lật lại xem tới xem lui, có vẻ như đối với chiến lợi phẩm đầu tiên rất vừa ý, Mục Trần thấy thế, không khỏi mỉm cười, lao đi vết máu trên thủy thủ, ánh mắt nhìn vào sâu trong rừng, khẽ liếm môi. Dường như huyết tinh lúc nãy đã khơi dậy đã khơi dậy ham muốn, mà hắn đè nén bấy lâu. Đi thôi, lúc này chỉ mới là bắt đầu. Mục Trần hất đầu nói với Đường Thiên Nhi, cả hai cất bước. Thực lực linh thú cỡ này vẫn chưa đủ thách thức a. Chương 27: Cướp. Uỳnh. Đất đá phủ đầy lá khô trong rừng bỗng rung lên một tiếng gầm vang ra xa xa, nhìn lại theo tiếng gào hung bạo đó, là một con gấu lớn màu vàng đất cao mấy thước, đang vung vẩy hai bàn tay đầy vuốt cực lớn như thiết chùy, điên cuồng vồ tới thân hình bé nhỏ xinh đẹp trước mặt nó. Đối mặt móng vuốt cự hùng, thân ảnh xinh xắn kia lui về sau, đoạn kiếm bao bọc linh lực như linh xà xuất động, xẹt qua xẹt lại trước bộ lông có hoa văn màu trắng trên ngực, để lại những vết máu đỏ thẫm. Rào o o, lồng ngực đau đớn, khiến cho cự hùng càng thêm cuồng dã, trên móng vuốt tràn ngập linh lực vàng sẫm, một trưởng đánh ra lưu lại những cái rãnh sâu hoáy dưới mặt đất. Nếu cô gái kia mà không tránh được, tuyệt đối chắc chắn sẽ trọng thương với duy nhất một kích này. Bất quá còn may cô gái kia khá nhanh nhẹn, né tránh không ngừng, rồi nhân dịp cự hùng sơ hở mà lưu lại vài dấu trên cơ thể cự hùng. Hai cái bóng một to một nhỏ không ngừng giằng co, khoảng 10 phút sau, dường như cự hùng đã không còn cầm cự nổi trước lượng máu mất đi quá lớn như vậy, cơ thể khổng lồ hùng trắng như đá núi ầm ầm ngã xuống. Cô gái xinh đẹp nhìn thấy cự hùng ngã vật ra dãy chết, cũng thở dài nhẹ nhõm như chút đi gánh nặng, tay lau mồ hôi trên trán, hồn hển quay đầu lại. Cách đó không xa, dưới tán một cây đại thụ có một thiếu niên cao giáo đang tủm tỉm cười quan sát nàng. Cũng không tệ lắm. Mục Trần bước tới, thoáng nhìn thi thể cự hùng to đùng kia, rồi chỉ vào một chỗ hoa văn màu trắng lúc này đã đầy những vết máu, nói, ngươi ra tay vẫn chưa quyết đoán, đây là vị trí yếu hại nhất, chỉ cần một sơ hở đã có thể giết chết, lúc nãy ngươi phí công vô ích quá nhiều, nếu Sơn Nhạc Hùng này mạnh hơn chút nữa e rằng kẻ bị vắt kiệt sức trước sẽ là ngươi. Đường Thiên Nhi nhìn qua một chỗ cách đó không xa, trên mặt đất cũng có một đầu sơn nhạc hùng đang nằm chết. Trên ngực nó chỗ bạch văn, chỉ có duy nhất một lỗ máu to tướng. Vị trí đó cực kỳ chính xác, ngay tim sơn ngạc hùng. Dĩ nhiên là một kích giết chết. Đó là chiến tích của Mục Trần, đường thiên nhi cũng đã thấy hắn một kích sắc bén, tàn nhẫn, tinh chuẩn, không chút do dự. Cái tư thái kinh tâm động phách liệp sát linh thú mà vẫn thong dong thật hơn xa bộ dáng chật vật gian nan của nàng. Ngươi quả là biến thái, ta sao có thể so với ngươi? Đường Thiên Nhi chu miệng giận dỗi. Nàng không thường xuyên liệp sát linh thú, nhưng có thể nhận thấy được bản lĩnh của Mục Trần, không yếu hơn bọn người thám hiểm giả thường lăn lộn vào sinh ra tử. Như thế thì bản thân nàng so thế nào cho được, bất quá mặt ngoài giận dỗi, trong lòng lại bội phục. Một đường đến đây, có Mục Trần chỉ điểm, nàng đã thoát khỏi sợ hãi ban đầu khi đối mặt linh thú hung ác, lại có thực lực ngang bằng hoặc cao hơn một chút, hiện tại nàng đã có thể một mình một kiến giết chết linh thú có thực lực khoảng linh động, cảnh trung kỳ. Nhưng có vẻ trong mắt của mục trần kia, gương mặt trước sau vẫn cười nhàn nhạt nhu hòa, bình tĩnh thong thả, chàng chiến đấu hung hiểm kinh hãi của nàng lại bình thường không đáng kể. Đường thiên nhi đảo mắt, nhìn thiếu niên đang ngồi cạnh thi thể sơn nhạc hùng thu lấy tinh phách, vết máu lốm đốm bắn lên người. Gương mặt thiếu niên ngây ngô nhưng khí chất lại hơn hẳn một thiếu niên, khiến cho nàng khẽ cười đỏ ửng mặt hôm nay thu hoạch không nhỏ, mới đi một chút đã được tám viên sơ cấp tinh phách. Mục Trần cất tinh phách Sơn Nhạc Hùng, đứng dậy, khẽ cười nói chuyện với Đường Thiên Nhi. Nghe thấy thành tích bất phàm như thế, Đường Thiên Nhi cũng mỉm cười ra mặt. Thu hoạch hôm nay rất đáng hài lòng. Đi thôi, tiếp tục, thành tích chỉ là việc nhỏ. Cơ hội tôi luyện thế này vẫn nên tận dụng thật tốt. Mục Trần cười, vừa muốn đi vào sâu thêm, đột nhiên chân mày nhíu lại, nhìn về một hướng bên phải. Sao vậy? Đường Thiên Nhi thấy thế, không khỏi thắc mắc bên kia có động tĩnh, đi xem đi. Mục Trần suy nghĩ, vẫy tay gọi đường thiên nhi đi nhanh hơn về hướng đó. Nàng thấy vậy cũng vội đuổi theo, rừng rậm, hơn 10 đệ tử Bắc Linh Viện gom lại một chỗ, nhưng lúc này sắc mặt xanh mét căng thẳng nhìn phía trước. Bên đó có hơn 10 người ra vẻ biếng nhác đang dựa vào thân cây, ánh mắt họ có vẻ trêu chọc những đệ tử này. Hành động của đám người có vẻ biếng nhát nhưng lại khiến người ta sinh ra cảnh giác. Ánh mắt sáng người rất lợi hại, như có mùi vị huyết tinh toát ra, đúng là một đội thám hiểm. Các ngươi muốn gì? Trước nhóm đệ tử Bắc Linh Viện, có vài gương mặt khá quen thuộc. Mặc lĩnh, đàm thanh sơn, thậm chí ngay cả Khương Lập, Đằng Dũng cũng ở đây, sắc mặt cả bọn đều giống những đệ tử Bắc Linh Viện khác, phẫn nộ mà kiêng rè. Dù sao họ cũng chỉ là những thiếu niên mười mấy tuổi, đối mặt linh thú hung ác còn kinh khiếp, huống chi trước mặt là một đội thám hiểm, đao của họ cũng thường xuyên liếm máu người. Cái vẻ lơ đãng mà hung ác tàn độc, thừa đủ để cho cả đám rét run các ngươi là những tên nhóc lông mọc chưa đủ đó à một gã mặc giáp ra tùm tỉm cười nói tỏ vẻ miễn cưỡng ta không phải đã nói rồi sao đem tinh phách linh thú trong tay ra đây cho ta người muốn cướp một gã thiếu niên phẫn nộ quát thông minh thanh niên kia cười to những đồng bọn của hắn cũng cười vang dĩ nhiên họ thấy việc này cũng là một kiểu lạc thú chúng ta là đệ tử bắc linh viện hai vị đạo sư thực lực thần phách cảnh đang ở đây có đệ tử đem mặc sư tịnh sư ra dọa định khiến cho những người kia sợ hãi mà lui ta biết chứ, các ngươi tới đây tu hành chứ gì? Vậy đạo sư của các ngươi có nói gặp cướp cũng là một loại tu hành không? Thanh niên bĩu môi cười nói, chỉ cần không giết các ngươi, hai vị đạo sư kia cũng không thèm để ý. Thành ra, giao hết ra đây, đừng có khiến cho ta động thủ. Ta vốn rất thô bạo a. À, thanh niên kia nhách miệng cười, khoe cái răng lành nhọn hoắt như dã thú khiến kẻ khác phát lạnh. Ngươi, mặc lĩnh nhịn không được nổi giận, nắm chặt tay. Muốn động thủ à? Lên, lên ngươi cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ như ta cũng nên thử xem chúng ta ai lợi hại hơn thanh niên kia nhìn mặc lĩnh càng cười lớn hơn trong tiếng cười mang theo khí vị tanh tưởi mặc lĩnh nhìn thấy thanh niên như một đầu báo đang nhăm nhai nhìn con mồi trong lòng cũng lạnh run tuy đều là linh động cảnh hậu kỳ nhưng khí thế của hắn ta không phải loại mà bản thân có thể so sánh hơn nữa sau lưng kẻ kia còn có đồng bọn cũng tỏ ra không yếu hơn chút nào mặc lĩnh căm tức lát sau bàn tay nắm chặt khẽ buông lỏng nhăn nhó bất đắc dĩ nhìn bọn người đàm thanh sơn khương lập lắc đầu bọn đàm thanh sơn cũng chỉ có thể thở dài họ hiểu rõ hiện tại đứng trước mặt đội thám hiểm giả này căn bản không cùng cấp bậc em trước mắt chỉ có thể nhẫn coi như không may miễn cho tai ương lớn hơn thức thời như thế mới là trẻ ngoan chữ a nhìn thấy hành động của đám nhóc bên kia tên thanh niên này mới cười nói hài lòng mang theo vẻ trào phúng tràn ngập đệ tử bắc linh viện ư thật là đáng cười mà các ngươi đang làm gì vậy ngay lúc đó đột ngột một câu hỏi từ sau lưng vọng tới cả bọn quay đầu lại nhìn thấy mục trần và đường thiên nhi đang đứng cách đó không xa nhìn lại mục trần mặc lĩnh nhìn thấy mục trần phản ứng đầu tiên là vui vẻ nhưng chợt nghĩ lại vội ra dấu cho tên kia ý bảo nhanh chóng chạy đi tránh xa chỗ này sao vậy thế nhưng mục trần giống như không thấy họ ra dấu ngược lại còn đưa cái nụ cười ngu ngốc cùng với đường thiên nhi bước tới hê hey, lại có chú dê béo a à. thanh niên kia cười càng rõ nhìn mục trần chợt ánh mắt thấy đường thiên nhi bên cạnh sáng ngời lên miệng huýt sao trêu ghẹo lại còn có tiểu mỹ nhân a à. đường thiên nhi nổi đoá trừng mắt nhìn thanh niên bên kia chẳng qua nét giận càng thêm phong tình ngược lại còn khiến tên kia ngẩn ngơ mặc lĩnh thấy mục trần thản nhiên bước tới lắc đầu thầm than rồi mới tóm lực sự tình một chút cướp các ngươi thật đúng là không may mục trần nghe xong nhịn không được cũng cười nói không phải bây giờ ngươi cũng vậy sao khương lập trợn mắt lúc nào rồi còn cười được này tiểu tử kia nếu đã đến thì cũng lấy tinh phách linh thú ra giao cho ta đi còn nữa bảo tiểu mỹ nhân đem qua đây dù sao cũng không thể trọng tiền khinh mỹ nữ được a à, thanh niên nọ ngoắc ngoắc cười nhạo của ta cũng muốn mục trần nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc ai bảo ngươi ngu ngốc chạy tới cám đám nhóc tụi bay thật đúng là bản lĩnh a à, thiên phú thật là làm cho ta hâm mộ nhưng mà thực ra muốn đánh nhau chờ vài năm nữa đi bé thanh niên kia tỏ vẻ như bất đắc dĩ lắm phải giải thích ta có một viên tinh phách linh thú, cho ngươi đi. Mục Trần gãi đầu, lấy ra một viên tinh phách bước tới bên kia. Lãng tai à nhóc. Ta nói ngươi bảo tiểu mỹ nhân đem qua đây, cái tên tiểu tử đáng ghét. Tên kia nhíu mày lải nhải. Hắn còn đang lải nhải, Mục Trần đã tới trước mặt, nắm tay đưa tinh phách qua. Thanh niên giơ tay định chộp lấy tinh phách linh thú, bàn tay bên này bất mãn định vỗ đầu Mục Trần. Bất quá bàn tay chưa kịp chạm vào tinh phách, con ngươi đen láy của Mục Trần chợt phát lạnh. Lật bàn tay ra, một luồng hắc ám xuyên phá không gian xảo quyệt tàn nhẫn vẽ một vòng cung đâm vào lòng bàn tay tên cướp máu tươi tung tóe biến cố phát sinh như chớp không kẻ nào kịp phản ứng thậm chí sau tên cướp kia có không ít đồng bọn kinh ngạc trố mắt nhìn máu tươi tung tóe dưới vo vàn ánh mắt ngạc nhiên thiếu niên khôi ngô ngẩng đầu cười ái ra xin lỗi a à, đột nhiên ta lại không muốn cho nữa chương 28, hợp tác trong rừng cây rầm rạp tên cướp nọ cũng ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay đầy máu phải vài, vài giây sau đau đớn truyền ra khiến hắn bừng tỉnh khuôn mặt đang cười nhạo cũng trở nên nhăn nhó hầm hè đám người mặc lĩnh đứng xa xa cũng trợn mắt há mồm không ngờ mục trần cả gan gây khó dễ hạ thủ lại hung tàn như thế tiểu tử muốn chết tên cướp khẽ run lên sắc mặt dữ tợn mục trần thản nhiên nhìn hắn phân trần là một thám hiểm giả có kinh nghiệm ngươi còn không biết đến cái chuyện lật thuyền trong mương nó ra làm sao a à? ha 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 giỏi cho tiểu tử nghe hắn nói tên cưới đang giận dữ đột ngột cười lớn những đồng bọn sau lưng vừa rút đao tiến lên bị hắn phất tay ngăn lại tùy tay xe áo băng lại vết thương trong lòng bàn tay ánh mắt ác độc tập trung vào mục trần nói vậy chuyện kế tiếp ra sao ngươi hẳn là cũng biết chứ đánh phải không mục trần cười nói khá ngươi dám ra tay đột ngột thật lại khiến ta không phẫn nộ lắm ngược lại còn thích cái dũng khí của ngươi một kẻ thiên phú ngút trời mà không có huyết tinh cũng chỉ là phế vật ngươi thật khác đám cừu bên kia Thanh niên vẫn tập trung hai mắt không rời mục trần, ta tên gọi Lâm Trung, thích là thích, nhưng răng đền răng, hiện tại cho ngươi một cơ hội, thắng ta, ngươi và bạn bè tự nhiên rời đi, ta không so đo một đao này với ngươi, còn mà thua, để lại một ngón tay, coi như giáo huấn đi. Đương nhiên, ngươi có thể không đáp ứng, bất quá ngươi và mấy tên nhóc kia hôm nay e là phải chịu khổ ra thịt một chút. Mặc dù không thể giết các ngươi, nhưng tin ta đi, ta có đủ trò cho các ngươi ăn khổ. Còn lựa chọn khác không? mục trần nhún vai người nói đi lâm trung trợn mắt vậy à thôi thì ra tay đi khi hắn vừa thốt ra hai mắt nhíu lại một bước mạnh mẽ tung ra song chỉ uốn khúc linh lực ám hắc bao phủ ngón tay kình phong sắc bén kỳ lại nhanh như chớp đâm tới cổ họng lâm trung còn muốn lên bất quá lâm trung kia không giống như những đệ tử thiếu thực chiến của bắc linh viện hơn nữa vừa mới ăn khổ đã đề cao cảnh giác với mục trần do vậy khi hắn vừa ra tay Lâm Trung có một chút kinh ngạc nhưng không chút hoảng sợ, cánh tay giơ lên đồng thời khởi động linh lực, chắn ngang cổ họng. Kình. Song chỉ đâm vào cánh tay Lâm Trung, như đoản kiếm đâm vào khối thép, chấn ngón tay hắn run rẩy. Thực lực Lâm Trung quả là có cân lượng, đã đạt đến cực hạn linh động cảnh, tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành cường giả linh luân cảnh. Ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Mục Trần ra tay không dừng lại, ngón tay co ra, hóa chỉ thành quyền, linh lực bọc lấy nắm tay, hung hăng đánh vào thái dương của Lâm Trung. Chát chát, Lâm Trung cũng đột nhiên xuất trưởng, chống đỡ hai quyền của Mục Trần, hai nguồn linh lực đối cứng, khí lãng khoách tán, khiến cho lá khô dưới đất rừng cuồn cuộn tung bay. Ngạnh đấu, Mục Trần nhất thời bị đẩy lui mấy bước, Lâm Trung cũng lui sau một bước, ánh mắt hơi kinh hãi. Nháy mắt tiếp xúc, hắn nhận thấy rõ sự bá đạo trong ẩn chứa trong linh lực ám hắc nọ, linh quyết mà tiểu tử trước mặt tu luyện thật không bình thường. Tiểu tử thú vị, Lâm Trung quát lạnh, linh lực hùng hồn phóng ra, song trưởng như đao, quét thành một đường cong không chút lưu tình chạm tới những chỗ yếu hại quanh thân mục trần đường thiên nhi mặc lĩnh đứng sau nhìn thấy thế công của lâm trung cũng lạnh run toát mồ hôi những người kia quả là những tên liều mạng a bất quá đối mặt thế công sắc bén đó mục trần chưa hề tỏ ra sợ hãi nhẹ nhàng di chuyển đôi mắt vẫn luôn tập trung vào thế công của lâm trung ngẫu nhiên tung ra vài quyền ngạnh chiến cùng đao phong nhưng vừa chạm liền lui ngay từng bước từng bước bị bước lùi lại dù vậy lâm trung vẫn chưa làm gì được hắn phía bên đồng bọn lâm trung những tên này vốn ôm suy nghĩ đứng xem biểu diễn nhưng sắc mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng thoáng lướt nhau đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đồng bọn tiểu tử này không tồi a à, thực lực linh động cảnh trung kỳ vậy mà vẫn cầm cự đến giờ lâm trung cũng không làm gì được phía sau cùng của nhóm người này có một trung niên cường tráng cũng nhìn chằm chằm hai người đang giao thủ ánh mắt nghiêm nghị lát sau hắn chậm rãi phân tích một thiếu niên thật lợi hại hắn nhìn thấu hết tất cả thế công của lâm trung lúc nào ra tay cũng là lúc nháy mắt lâm trung hết lực bề ngoài nhìn như đang liên tiếp bại lui nhưng có lẽ lâm trung đang tức đến hộc máu cái gì những thám hiểm giả đều cả kinh thiếu niên kia có thể nhìn thấu thế công của lâm trung nhãn lực gì thế này lâm trung đâu phải như mấy tên nhóc trong học viện kia đội trưởng ngươi không nhìn lầm chứ nam tử cường trắng lít nhìn bọn họ nếu thiếu niên đó cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ không ai trong các ngươi có thể làm đối thủ chỉ không biết bắc linh viện đào đâu ra tên đệ tử lợi hại như vậy từ khi nào không thể nào lâm trung không nhịn nổi nữa rồi nam tử cường tráng cười nhạt nghe thế ánh mắt bọn họ đều quay lại nhìn sắc mặt lâm trung đỏ lên trên nắm tay có ngân quang lóe sáng trong không khí như truyền ra tiếng sấm mơ hồ gầm rú đã vận dụng đến lôi bạo quyền đòn sát thủ của lâm trung a quả nhiên đã bị bức ép đến hung hãn rồi tiểu tử tiếp chiêu lâm trung đỏ mặt lên ngân quang trên nắm tay càng lúc càng rực rỡ, dao động cuồng bạo dữ dội khoách tán. Mục Trần nhìn ngân quang trên nắm tay đối thủ, ánh mắt cũng run rẩy, tay phải nắm chặt. Phốc! Lâm Trung co chân, rồi đột nhiên phóng ra tung quyền, khí lãng cuồn cuộn quét đi, tiếng vang ầm ầm như sấm. Lôi bạo quyền, một quyền cuồng bạo, mang theo lực phá hoại kinh người công kích Mục Trần. Lá khô bị cuốn theo khí lãng, tạo thành một cơn lốc lá khô cuồn cuộn xoáy qua. Nhìn quyền kinh người đó, nhóm Đường Thiên Nhi kinh hãi thất sắc. Mục Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay cũng bộc phát linh lực hắc ám. Thân thể cong lại như trường cung, rồi bắn ra như tên, hắc ám bọc lấy nắm tay, cũng tung ra một quyền. Xâm La tự ấn, hắc ám ngưng tụ thành một hắc ấn, mang theo linh lực bá đạo, chính diện đối cứng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người ở đây. Đùng, tiếng nổ kinh khủng vang lên, vị trí hai người đặt chân, mặt đất cũng bị chấn tạo ra những vết nứt lan rộng dần, cỗ khí lãng va chạm thổi tung lá khô bay tứ tan trên gương mặt cả hai, lúc này đều trắng bệch, khí lãng chợt bùng nổ mạnh mẽ, đẩy lui cả hai, lào đảo suýt té. Ngạnh chiến, khó phân cao thấp, mọi người chung quanh đều há mồm. Ngươi, Lâm Trung ổn định hai chân, sắc mặt biến đổi không ngừng nhìn mục trần. Kết quả trận này khiến hắn cũng khó tin, đồng bọn hắn lúc này bắt đầu tiến lên, ánh mắt bất hảo nhìn mục trần. Mục trần thấy thế, cũng cười lạnh, xong chỉ khép lại, một hạt trâu đỏ rực xuất hiện, dao động cực kỳ cuồng bạo phát ra. Sao, ý đông hiếp yếu đồng bọn của lâm trung nhanh chóng nhận ra cỗ linh lực cuồng bạo trên tay mục trần thất thanh hô phá linh châu không ai dám tiến lên một bước đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mục trần khó trách tiểu tử này căn bản không hề sợ bọn họ thì ra có bản lĩnh này nhìn dao động linh lực trong phá linh châu kia có lẽ thừa sức trọng thương cường giả linh luân cảnh không khí đột ngột căng thẳng nhóm đường thiên nhi mặc lĩnh cũng nhanh chóng chạy ra sau lưng mục trần cảnh giác nhìn những tên thám hiểm giả dừng tay một tiếng quát nặng nề vang lên từ phía sau bọn lâm trung nam tử cường tráng chậm rãi bước lên nhíu mày nói các ngươi làm gì đó thua người không thua trận làm thế này không phải bôi cho chát chấu lên mặt mũi bạo lôi đội chúng ta sao nam tử cường tráng mới quay qua mục trần cười nói vị tiểu huynh đệ này ngươi rất lợi hại sự việc hôm nay chấm dứt trước đó nếu có đắc tội bạn bè của ngươi mong thông cảm cho khách sáo rồi mục trần cười nhoáng lên một cái thu lại phá linh châu cất đi ngay lúc đó hắn cũng thấy rõ nam tử kia mới bớt căng thẳng, dĩ nhiên là e ngại phá linh châu này. Tiểu tử ngươi thật bản lĩnh. Lâm Trung sắc mặt biến ảo cũng hồi phục lại, nhìn Mục Trần, khẽ liếm môi nói. Mục Trần mỉm cười, cũng không nói gì thêm, vậy kết thúc ở đây đi. Hắn vừa định dẫn mọi người đi, chợt. Chờ chút, nam tử cường tráng thấy vậy, vội quính lên, tiến tới vài bước gọi. Mục Trần cảnh giác dõi theo hắn, bàn tay thu vào tay áo, chuẩn bị lấy phá linh châu ra lại, còn chuyện gì? nhìn ánh mắt của hắn, nam tử kia hơi do dự một chút, mới nói, vị tiểu huynh đệ này, ta định hợp tác với ngươi một chút, không biết ngươi có hứng thú? hợp tác. Mục Trần nghe thấy, nhíu mày. Chương 29, Ngọc Linh Thụ. Mục Trần hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn vị nam tử nọ, gương mặt chữ điền, lông mi lưa thưa, có vẻ cộc cằn, nhưng Mục Trần kinh ngạc chính là do động linh lực của hắn, trình độ này đã là thực lực linh luân cảnh, chiến lực của đội thám hiểm cũng không kém chút nào a. À ha 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 tiểu huynh đệ ta là bạo lôi đội trưởng lôi thành nam tử kia cười nói tự giới thiệu vươn tay ra đệ tử bắc linh viện mục trần mục trần mỉm cười bắt tay hắn một chút thần sắc không đổi thu tay lại bàn tay lôi thành thô giáp trên tay có không ít vết chai xem ra hắn rất am hiểu đao pháp ta chỉ là một đệ tử tầm thường ở bắc linh viện chỉ e khó có năng lực giúp đỡ chuyện gì hợp tác hay là quên đi mục trần lắc đầu tuy còn chưa biết lôi thành muốn hợp tác cái gì nhưng hắn biết những đội thám hiểm cũng không phải kẻ hiền lành, ân oánh lung tung, vô duyên vô cớ dính vào, e rằng phiền toái liên miên. Lôi Thành thấy Mục Trần cự tuyệt, ánh mắt nhìn quanh, chợt thấp giọng nói, "Mục Trần tiểu huynh đệ, thật không dám giấu, đột ngột muốn ngươi hợp tác, chính vì thấy ngươi có phá linh châu." Đội bạo lôi chúng ta hai ngày nay ở Bắc Linh Nguyên tìm thấy một sơn cốc, trong đó có vài thứ cũng hay. Mục Trần thần sắc bất động, mỉm cười. Lôi Thành nhìn ra, đã biết thiếu niên này không đơn giản thông thường tuổi niên thiếu khá tò mò nhưng mục trần nghe hắn nói lại không hề tỏ ra hứng thú hiển nhiên khống chế tâm tình rất tốt trong sơn cốc đó bọn ta tìm thấy một gốc ngọc linh thụ đã kết quả lôi thành biết mục trần chưa thấy thỏ chưa dương vuốt ưng hắn suy tư một chút rồi nhẹ giọng nói ngọc linh thụ ánh mắt mục trần rốt cuộc cũng nhẹ nhàng lóe lên nhìn lôi thành kết quả ngọc linh quả ngọc linh thụ một loại thiên tài địa bảo khá quý hiếm đối với người ta thân cây không có hấp dẫn quá lớn nhưng cho ra trái tràn ngập linh lực ôn hòa đối với những người tu luyện thực lực dưới thần phách cảnh rất có ích trước mắt mục trần đang muốn tu luyện đạo hắc ấn thứ hai nhưng vì linh lực còn thấp nên ắt phải mượn ngoại vật để thực hiện ngọc linh quà này lại vừa khéo là thứ hắn có thể dùng tuy chưa tới gần nhưng chúng ta đã dò xét ngọc linh thụ kia có khá nhiều quả lôi thành gật đầu nói có linh thú bảo hộ mục trần hỏi đúng chính là vì đám súc sinh đó trong sơn cốc có ít nhất 100 con Hỏa Linh Viên, nhưng phiền toái nhất chính là trong chúng nó có một con Hỏa Linh Viên Vương, thực lực đạt đến linh thú trung cấp, ước chừng linh luân cảnh trung kỳ, so với ta còn mạnh hơn một bậc. 100 Hỏa Linh Viên, một Hỏa Linh Viên Vương. Mục Trần ngẩn người, tuy Hỏa Linh Viên là linh thú sơ cấp, nhưng trong đó một vài con trưởng thành có thể đạt thực lực linh động cảnh hậu kỳ. Số lượng đông đảo cùng gom lại một chỗ như thế, đối phó không dễ chút nào, mà lại còn một con viên vương hỏa linh viên vương không chỉ khó đối phó, mà khả năng thống ngự chỉ huy bầy hỏa linh viên lại khá xuất sắc. Mục Trần nhẹ giọng nói, tuy hỏa linh viên số lượng nhiều, nhưng dù sao cũng không có trí tuệ cao lắm, ô hợp cũng không quá khó đối phó, nhưng nếu có hỏa linh viên vương chỉ huy thì lại khác. Nó vốn đã có được một ít trí tuệ, dù không giả hoạt khôn lanh, nhưng chỉ huy 100 con hỏa linh viên lập trận cùng nhau tấn công, e rằng bạo lôi tiểu đội này vừa gặp đã bị xé nhỏ lôi thành kinh ngạc nhìn mục trần không ngờ thiếu niên nhỏ tuổi này lại có hiểu biết về linh thú không thua những tay chuyên đi liệp sát linh thú kinh nghiệm đầy mình như hắn ừ bất quá cũng không lo chúng ta có cách làm cho một số hỏa linh viên mê man trước mắt có thể đối phó được nhưng đầu hỏa linh viên vương kia nhờ tiểu huynh đệ hợp tác đến lúc đó liên thủ với ngươi tìm cơ hội dùng phá linh châu nổ chết nó phá linh châu của ta có thể trọng thương linh thú trung cấp nhưng đánh chết thì hơi khó mục trần trầm ngâm nói không sao nếu đánh nó trọng thương cũng đủ phần thắng của chúng ta liền lớn hơn lôi thành tự tin cười dù sao cũng có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ dù không đánh nổi hỏa linh viên vương lúc nó toàn thịnh nhưng khi đã trọng thương chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nếu đã vậy mục trần mỉm cười nét cười gian xảo như tiểu hồ ly chúng ta cũng nên thảo luận thù lao một chút đi người thấy đó để hoàn thành nhiệm vụ này ít nhất ta cũng hao hết một viên phá linh châu món này dĩ nhiên giá cả không rẻ, thậm chí có tiền cũng chưa chắc có được. Lôi thành méo mặt, không ngờ tên nhóc lại chủ động, nên cũng không có tâm tư lừa gạt thiếu niên này nữa. Tiểu huynh đệ ngươi ra giá đi, nếu thấy ổn, ta dĩ nhiên sẽ không phản đối. Mục Trần suy nghĩ một chút, nói, Ngọc Linh quả ta phải lấy ba phần, chia chác thế này không tính quá phận, ta biết chủ lực là bạo lôi tiểu đội, nên phần nhiều cho các ngươi. Ngươi có rất có tính toán A, à, lôi thành nhách miệng, bất quá ăn chia thế này cũng công bằng, phần lớn cũng thuộc về họ, cứ làm như vậy đi ta cũng cần dẫn theo vài đồng đội không có vấn đề gì chứ mục trần cười nói tuy chỉ trao đổi qua loa lôi thành cũng cho hắn thấy người này không tệ nhưng tâm đề phòng người khác không thể không có một mình theo họ đi cũng không phải là chuyện khôn ngoan cũng được bất quá ngươi biết hỏa linh viên thực lực ra sao nếu không có năng lực tự bảo vệ mình đi theo chỉ tổ vướng chân lôi thành sẵn giọng trả lời mục trần gật đầu mới xoay người lại bạn bè cũng không biết mục trần bàn luận cái gì với lôi thành bất quá nhìn không khí cũng có vẻ hữu hảo, không đánh tiếp thì tốt rồi. Chuyện kế tiếp có chút nguy hiểm, nhưng ưu đãi của nó không nhỏ, ta muốn đi cùng Bạo Lôi tiểu đội cùng thực hiện một nhiệm vụ, các ngươi nếu có hứng thú thì có thể đi theo, thù lao sẽ khiến mọi người hài lòng. Nhưng có hai điều kiện phải tuân theo, thứ nhất phải hoàn toàn nghe lệnh của ta, thứ hai phải có thực lực linh động cảnh trung kỳ, có ai muốn đi không? Mục Trần nhìn đám bạn, chậm rãi nói. Bọn Mặc Lĩnh nhướng mày sững sốt, Mục Trần lại hợp tác với đám người này. Ta đi đường thiên nhi bước lên giơ tay mỉm cười ta cũng đi mặc lĩnh nghĩ nghĩ cũng gật đầu hắn có thực lực linh động cảnh hậu kỳ vô cùng thích hợp hắn tin vào nhãn lực của mục trần tên kia nói thù lao hậu hĩnh vậy thì không sai được đàm thanh sơn thì hơi tiếc nhưng cũng không có biện pháp thực lực chỉ có linh động cảnh sơ kỳ đi cũng chỉ gây phiền toái khương lập và đằng dũng đảo mắt nhìn nhau do dự một lúc mới cắn răng tiến lên chúng ta cũng đi sau đó, lại có thêm ba gã thực lực linh động cảnh trung kỳ tham gia. Đội hình của Mục Trần cả thầy tám người, chiến lực cũng không tồi, có biến cố gì thì đường sống cũng khá cao. Thanh Sơn, dẫn những người khác về doanh trại trước, báo với mặc sư chúng ta theo bạo lôi tiểu đội đi làm một nhiệm vụ, báo với lão không cần lo lắng. Mục Trần dặn dò đàm Thanh Sơn, thanh âm cũng không nhỏ, để cho đám người lôi thành cũng nghe rõ rành mạch. Cái tên nhóc này so với chúng, ta còn lão luyện hơn. Bắc Linh Viện đào đâu ra tên nhóc này vậy nhỉ? Lôi thành khẽ tắc lưỡi lắc đầu, lời nói của tên nhóc kia dĩ nhiên là cố ý. Nếu mà họ có xảy ra chuyện gì, vị cường giả thần phách, cảnh kia tuyệt đối sẽ khiến bạo lôi tiểu đội vô phương thoát khỏi Bắc Linh Nguyên. Đàm Thanh Sơn gật đầu, vẫy chào Mục Trần rồi dẫn những người khác quay đầu rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần quay lại cười nói với Lôi Thành. Ừ, đi. Lôi Thành gật đầu, vắt tay gọi thành viên bạo lôi tiểu đội, dẫn đường phía trước. Đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào núi rừng rậm rạp, nhanh chóng biến mất trong lúc di chuyển mục trần mới nói rõ chuyện ngọc linh thụ cho đồng đội nghe bọn họ vừa nghe thấy ngọc linh quả ánh mắt liền sáng rực dĩ nhiên đều biết rõ công dụng của nó hê hê vẫn là mục trần có nghĩa khí chuyện tốt thế này cũng không quên chúng ta mặc lĩnh hưng phấn nói khương lập và đằng dũng bên cạnh lại hơi đỏ mặt thái độ của hai người trước kia với mục trần chẳng có điểm tốt bây giờ lại hưởng một cái ân tình lớn như vậy tự nhiên trong lòng sinh ra một chút mắt tự nhiên nghĩ là cho các ngươi đến lấy không sao Đến lúc đó mà không nghe lệnh của ta, e rằng mạng cũng khó giữ. Mục Trần khẽ cười. Yên tâm, nhất định nghe người sai bảo. Mặc lĩnh cười nói, ngay cả Khương Lập, Đằng Dũng cũng gật như gà mổ thóc. Mục Trần thấy vậy cũng chỉ cười, chú ý chạy đi. Đoàn người lướt qua những cây cối rậm rạp, trên đường gặp vài linh thú ngăn cản. Nhưng nhóm Mục Trần còn chưa kịp ra tay đã bị bạo lôi dọn dẹp sạch sẽ. Ra tay nhanh nhẹn gọn gàng khiến bọn Mặc lĩnh nhìn mà líu lưỡi. Nghĩ cũng may trước kia không có quá kiêu ngạo, không thì ăn khổ không ít trước khi mục trần tới. Cấp tốc di chuyển, khoảng nửa giờ sau cây cối cũng ít dần, những tiếng thù giống thỉnh thoảng vang lên, đến khu vực này cả bạo lôi tiểu đội cũng giảm tốc độ bắt đầu cẩn thận nhiều hơn. Đội ngũ gần 20 người xuyên qua những cây cối thưa thớt, tầm mắt trước mặt đột nhiên trống trải, những khối đá vụn rải rác trên đường, trước mặt xuất hiện một sơn cốc nhỏ, vang vọng những tiếng vượn hú vượn hót truyền ra lanh lảnh. Nhìn sơn cốc kia, lôi thành cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn mục trần, báo cho hắn biết đã đến địa điểm cần làm việc. Ngọc Linh Thụ, chính là ở trong tiểu sơn cốc này. Trường 30, sơn cốc săn vượn. Cốc khẩu nhỏ hẹp, hai bên có những nhánh cây rậm rạp tàn lá chia ra, loạn thạch trồng chất, che khuất khiến sơn cốc như ẩn như hiện. Bạo lôi tiểu đội phát hiện được nơi này, có lẽ cũng phí không ít tâm tư. Mặt bên này số lượng hỏa linh viên cũng không ít. Mục Trần đứng trước cốc khẩu một khoảng, hít hít không khí, mùi hôi nồng nặc xông ra, hẳn nhiên trong cốc đầy những hỏa linh viên như lôi thành miêu tả. Chuẩn bị đi. Lôi thành ra lệnh, Lâm Trung và vài người nữa nhanh chóng đi xung quanh tìm củi đốt, gom lại một đống liền châm lửa. Che mũi miệng lai, cố gắng nín thở. Lôi thành lấy ra mấy viên dược hoàn màu xám có mùi nồng nặc, người ta ngửi thấy sẽ sinh ra cảm giác buồn ngủ. Đám người Lâm Trung đã sớm lấy ra khăn vải thô thấm ướt nước suối, phân phát cho mọi người. Lôi thành thấy đã chuẩn bị chu đáo, ném dược hoàn kia vào đống lửa một luồng khí mang theo mùi mê hoàn khuếch tán ra cùng thúc giục linh lực thổi đám khói đó vào trong cốc lôi thành quát khẽ ra tay đầu tiên áo bò phất phới linh lực gào thét tuôn ra tạo thành cuồng phong cuốn lấy đám khói kia quét vào trong sơn cốc những người còn lại cũng bắt chước làm theo cuồng phong liên tiếp thổi đám khói dày đặc mê hương bao phủ sơn cốc vốn đang tràn ngập những tiếng vượn kêu đã trở nên an tĩnh hơn lôi thành nhìn vào sơn cốc một lát sau nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong cốc nhẹ thở dài, vung tay lên, động thủ, cẩn thận một chút. Đi, sớm không còn kiềm chế được hưng phấn, mọi người đồng loạt gật đầu tiến lên, xuyên qua cốc khẩu. Trong cốc lúc này sương mù mênh mông, nhìn dưới đất xếp lớp lớp những con vượn đầu đỏ rực, chẳng qua những chú hỏa linh viên đấy đều ngủ say như chết, mê hương dược của bọn lôi thành cực kỳ công hiệu. Ngọc Linh Thụ ở cuối sân cốc, chúng ta đi nhanh đi, mê hương không có tác dụng lâu lắm. Lôi thành thúc giục một tiếng, tốc độ lập tức nhanh hơn, phóng qua những chú hỏa linh viên đầy trên đất, đi thẳng vào bên trong. Mục Trần dẫn đội hình theo sát mà lên, vừa tiến vào sâu một chút, đột ngột vang lên một tiếng ré nhỏ trên vách đá, một cơn gió như sao sẹt gào thét phóng qua, nhìn kỹ lại là một đầu hỏa linh viên to lớn lao thẳng tới công kích Đường Thiên Nhi, đi sau Mục Trần. Thình lình bị tấn công khiến Đường Thiên Nhi hoảng sợ, vội giơ tay rút đoạn kiếm thôi động linh lực cắm vào thân thể hỏa linh viên, để lại một vết máu nhỏ chưa tạo thành thương tổn gì cho nó, nhưng cũng kịp ngăn nó lại trong chớp mắt. Mục Trần xoay người nhanh như khỉ, chủy thủ bén nhọn từ trong tay áo xuất ra, linh lực hắc ám bao phủ lấy mũi nhọn cắt qua hai mắt hỏa linh viên. Máu tươi vương vãi, hỏa linh viên há miệng ré lên thê lương, nhưng tiếng ré chưa cắt ra khỏi cổ họng đã bị chủy thủ cắm vào yết hầu, chặn lại. Bịch, thân thể to lớn của hỏa linh viên nện xuống đất đá, chấn những viên đá vụn nát bấy. Mục Trần cũng hạ xuống bên cạnh, lau đi vết máu trên thủy thủ nhìn đường thiên nhi mặt tái mét hỏi không sao chứ không sao đường thiên nhi vuốt chán đám người mặc lĩnh bên cạnh thất thần ngẩn người rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì thế mà mục trần đã nhanh như cắt liệp sát một đầu hỏa linh viên đương nhiên không chỉ có bọn họ ngay cả bạo lôi tiểu đội cũng sừng sốt mục trần này phản ứng thật nhanh a à, ra tay lại gọn gàng sạch sẽ lợi hại hỏa linh viên này e rằng thực lực cũng đã đến linh động cảnh hậu kỳ lôi thành tán thưởng Tốc độ của nó bị Mê Hương làm cho chậm lại, nếu không ta cũng không dễ giết nó." Mục Trần lắc đầu, hỏa linh viên này dù không mê man, nhưng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của mê hương. Mê dược dù sao cũng có hạn, hỏa linh viên thực lực linh động cảnh hậu kỳ có thể chống cự được. Trong cốc hiện nay có lẽ còn không dưới 20 con đẳng cấp cỡ này, cũng may dù không khiến chúng ngủ được, thì cũng khiến chúng nó giảm thực lực, đối phó cũng dễ hơn. Lôi Thành gật đầu, đột nhiên hạ thấp người, ánh mắt nhìn ra xa, nghiêm trọng, cái tên to đầu phiền toái của chúng ta đây rồi. Mục Trần híp mắt nhìn ra xa, phía cuối sơn cốc, mê hương cũng tan đi nhiều. Một thân thể đỏ rực khổng lồ hỏa linh viên hắn vừa liệp sát đang ngồi đó, toàn thân như lửa, có thể phát sáng, như có mang một kiện hỏa giáp trên người, cong chân ngồi xổm trên đất, mà khí thế hung ác tràn ngập toát ra thật xa. Linh lực dao động cuồng bạo thế này hơn xa những đầu hỏa linh viên đằng kia, hẳn nhiên nó chính là lão đại của các cốc này, hỏa linh viên vương mục trần cảm nhận rõ sức ép từ linh lực của nó truyền đến ánh mắt thêm nghiêm túc bạn bè bên cạnh lại hơi sợ hãi con thú kia chân chính là linh thú trung cấp a mục trần nhìn chằm chằm hỏa linh viên vương một hồi sau đó ra sau lưng nó có một cái khe rộng chừng hai trượng bên trong khe có một cái cây nhỏ vòng thân khoảng một trượng kéo dài từ trong khe vươn ra cái cây trắng óng ánh nhìn như bạch ngọc phía trên cành lá xanh biếc của nó có những cái quả tròn tròn màu ngọc bích dù cách rất xa, nhưng cũng dễ dàng ngửi thấy mùi thơm phức của trái cây chín mọng, khiến tinh thần người ta cảm thấy thư thái. Quả nhiên là ngọc linh thụ. Mục Trần nhìn cái cây nhỏ kia, ánh mắt lộ rõ vui mừng. Dĩ nhiên cây này đã trưởng thành, đếm sơ sơ cũng không dưới 30 quả. Hợp tác lần này thực dễ khiến người ta động tâm a. À, tiểu huynh đệ, ta sẽ dẫn năm đội viên dụ hỏa linh viên vương ra tay. Những người khác và đội của ngươi sẽ đối phó những con hỏa linh viên còn tỉnh chung quanh. Ngươi chờ cơ hội sử dụng phá linh châu thừa cơ một kích trí mạng giết nó lôi thành sơ lược lại kế hoạch được mục trần gật đầu suy nghĩ một chút nói nếu đến lúc lỡ như có chuyện ngoài ý muốn ta đề nghị lập tức rút lui nếu các ngươi luyến tiếc ngọc linh quả ta sẽ dẫn người đi trước có tổn thất phá linh châu ta cũng coi như lỡ tay ném chơi dù ngọc linh quả chân quý cũng không bằng cái mạng nhỏ này lôi thành nghe vậy gượng cười gật đầu nếu lỡ có chuyện đó cũng đành phải lui coi như xui xẻo chuẩn bị động thủ lôi thành vung tay lên Lâm Trung và năm thành viên bạo lôi tiểu đội tỏa ra linh lực, cẩn thận đến gần Hỏa Linh Viên Vương phía sâu trong kia. Dù trong cốc vẫn còn mê hương nhàn nhạt, nhạt, nhưng Hỏa Linh Viên Vương hẳn nhiên hơn xa hỏa linh viên tầm thường. Khi Lôi Thành và mấy người kia tiếp cận khoảng 10 trượng quanh nó, hai mắt đỏ ngầu của nó đã phát hiện, mở to, thân thể dũng mãnh nhảy ra, nổi giận khi thấy có con người can đảm xâm nhập lãnh địa của nó. Ho o phẫn nộ hú lên, cánh tay vượn thật dài duỗi ra nắm lấy một khối đá khổng lồ. Hùng hãn ném tới chỗ lôi thành. Tiếng vù vù xé gió nặng nề, khối đá đó cực kỳ nặng. Sát, lôi thành quát lên, thân hình bật ra, ngón tay nắm chặt chuôi đao màu đỏ trong tay, linh lực bạo dũng tràn ra, mộ đao bổ xuống, đao mang sắc lẹm chém khối đá ra làm hai nữa. Tốc độ của hắn không hề giảm, dẫn đầu sông đến hỏa linh viên vương, thành viên bạo lôi tiểu đội cũng nhanh chóng theo sát. Song phương nháy mắt lao, vào nhau, ác chiến bùng nổ, linh lực ảo ạt tuôn ra, ánh đao sắc bén loang loáng trong cốc chém vào thân thể hỏa linh viên vương ngay khi lôi thành hô khẩu lệnh đám người mặc lĩnh cũng xông lên cùng những thành viên bạo lôi tiểu đội khác cuốn lấy những đầu hỏa linh viên còn tỉnh kia không cho chúng nó gia nhập vòng chiến ác liệt nhất mục trần đứng ở một nơi cách đó không xa tập trung cao độ quan sát vòng chiến trong hai ngón tay phá linh châu đỏ rực yên lặng kẹp chặt linh lực cuồng bạo tỏa ra không ngớt phá linh châu có uy lực công kích của cường giả linh luân cảnh bất quá chỉ có một viên, nên hắn cần phải nắm chắc cơ hội tốt nhất có thể, không được lãng phí, nếu không hành động lần này sẽ thất bại trong găng tấc. Chiến huống phía hỏa linh viên vương và lâm trung, phối hợp năm đội viên bạo lôi tiểu đội là dữ dội nhất, họ toàn lực công kích, tạo thành vài vết thương trên cơ thể hỏa linh viên vương. Bất quá bàn tay cầm đao cũng đã rách toạc thấm máu đỏ thẫm, hẳn nhiên phản chấn cũng không dễ chịu gì. Tình hình này, nếu không có lôi thành chính diện bám lấy hỏa linh viên vương, e rằng họ khó mà giữ thân. Lôi đao rảo sát, dây dưa một hồi lôi thành cảm thấy hai tay run rẩy trầm giọng quát lớn ẩm tiếng quát vang ra năm người lâm trung đột nhiên tiến lên trên trường đao có lôi quang thoáng hiện dùng hết toàn lực bổ xuống năm đạo lôi quang phóng ra như điện chém vào lưng linh viên vương xoẹt cái lưng cứng như thiết tháp của hỏa linh viên vương chịu công kích của năm vị kia liên thủ đã phải chịu một vết cắt sâu hoáy máu tươi tuôn ra ho âu cái lưng đau đớn nhất thời khiến hỏa linh viên vương nổi giận giống to cánh tay vượn mạnh mẽ vung lên linh lực cuồng bạo càn quét khiến năm đội viên hộc máu văng ngược ra súc sinh chết đi lôi thành nhảy lên hét to trường đao bổ xuống linh lực trong cơ thể tuôn trào trên thân đao hiện lên một đường đao khí do linh lực hình thành dài cả trượng chém xuống đầu hỏa linh viên vương choang hỏa linh viên vương phản ứng cực nhanh nhận thấy công kích hung mãnh hai tay giao nhau như tấm chắn chống đỡ đao phong sắc bén chảm xuống đao phong chém sâu vào da thịt nhưng vẫn chưa chém đứt hai tay mục trần lôi thành giống to, tiếng hô vừa vang ra, Mục Trần thủ thế đã lâu thoát cái xuất hiện, như linh hầu ra sau lưng Hỏa Linh Viên Vương, hai ngón tay bao trùm linh lực hắc ám sắc bén như chủy thủ, cắm vào vết thương sâu hoáy sau lưng, máu tươi tuôn ra ảo ạt, hắn nhanh chóng lui gấp, một luồng linh lực cực kỳ cuồng bạo xung động trong vết thương của Hỏa Linh Viên Vương. Uỳnh, dao động kia vừa truyền ra ngoài, dư chấn xung kích kinh khủng bùng nổ. Cái lưng hỏa linh viên vương như có gắn bom nổ kinh hoàng, máu thịt văng tứ tung, đất đá ngay đó bị lực sung kích chấn nát ho o âu hỏa linh viên vương điên cuồng hú hét nhưng vết thương sau lưng đổ máu như suối nhìn như có vẻ bị đục thành một lỗ to nó lào đảo vài bước rồi ầm ầm ngã xuống mục trần đáp xuống mặt đất nhìn hỏa linh viên vương gục ngã cũng thở nhẹ một thành công bọn lâm trung nhìn thấy cảnh này ánh mắt vui mừng điên dại cố gắng đứng dậy lết ra ngay cả lôi thành cũng tỏ vẻ chút được gánh nặng tươi cười không đúng bất quá ngay khi bọn họ hưng phấn thoải mái Sắc mặt Mục Trần lại biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy thân thể Hỏa Linh Viên Vương có phát tán hồng quang nhàn nhạt, nhạt. Cẩn thận, Lôi Thành cũng đã phát hiện biến cố, lo lắng hét lên. Hồng quang tràn ngập thân thể Hỏa Linh Viên Vương, vết máu sau lưng ngừng chảy, mọi người đều hốt hoảng nhìn nó đang lúc lắc cái đầu, lần nữa đứng dậy. Trên bộ lông đỏ rực, dễ dàng nhận thấy nó đang mọc dài ra. Ho o âu, Hỏa Linh Viên Vương ngửa mặt hú to, hồng quang phiêu phủ trong cơ thể mơ hồ có thêm màu bích lục nhàn nhạt. nhạt. Màu sắc đó giống hệt màu của ngọc linh quả trên cây kia. Trong tiếng gầm gừ, khí tức của Hỏa Linh Viên Vương cũng đột ngột mạnh hơn rất nhiều. Chết tiệt, không ngờ thời điểm này nó lại đột phá. Lôi Thành cảm nhận rõ khí tức tăng trưởng của Hỏa Linh Viên Vương, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Mục Trần cũng trở nên nghiêm trọng, xem ra súc sinh này đã ăn không ít ngọc linh quả a, à, tình hình hiện tại thực là phiền toái.